Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2501, Thánh Nhân Quý Tộc Phân Cấp 2. Đúng rồi, người vẫn chưa trả lời ta, người có phải xuất thân Thánh Nhân Quý Tộc hay không? Thấy vẻ mặt của nữ hài lúc trắng lúc xanh, không ngừng che ngực, thoạt nhìn tựa như tinh thần rối loạn, Trương Huyền nhíu mày hỏi. Ta tên Thủy Thiên Nhu, đến từ Thánh Nhân Thủy Gia. Đè nén rung động trong lòng, Thủy Thiên Nhu nói. Thánh Nhân Thủy Gia. Sửng sốt một chút, Trương Huyền nhớ tới một việc, tràn đầy khó hiểu. Trước đây ta quen biết một người Thánh Nhân Mộc Gia, tu luyện là công pháp mộc thuộc tính, thủy, mộc. Chẳng lẽ trong Thánh Nhân Quý Tộc có gia tộc quan hệ tới ngũ hành? Hồng Viễn Đế Quốc nhận biết Mộc Viên, là Thánh Nhân Mộc Gia, bây giờ lại toát ra Thủy Gia, sẽ không phải trong Thánh Nhân Quý Tộc, thật có gia tộc ngũ hành chứ? Nếu không nào có trùng hợp như vậy, Thủy Gia tu luyện pháp quyết thủy thuộc tính, Mộc Gia tu luyện lực lượng mộc thuộc tính. Ngũ hành gia tộc, là gia tộc nhất đẳng trong Thánh Nhân Quý Tộc, ngươi. Ngay cả điều này cũng không biết. Thủy Thiên Nhu thật sự có chút bó tay rồi. Ngũ hành gia tộc, mặc dù là gia tộc nhất đẳng, nhưng từ trước tới nay như thể chân tay, liên hợp cùng một chỗ, coi như Trương gia, Lạc gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vị trước mắt này, đã đến Thánh Tử Điện kiểm tra, nhưng ngay cả cái này cũng không có nghe qua. Quá cô lậu quả văn đi, bất quá, suy nghĩ một chút liền giật mình. Thanh Nguyên Đế Quốc là địa phương nhỏ xa xôi, không có ghi chép liên quan tới Thánh Nhân Quý Tộc cũng rất bình thường. Hạ trùng không thể nói băng, còn ếch dưới giếng không thể nói biển, phàm phu không thể nói đạo. Đạo lý là tương đương. Nghĩ đến cái này, nàng lắc đầu, mở miệng nói. Thánh Nhân Quý Tộc, chia làm mấy đẳng cấp, cái này. Ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Ừm. Trương Huyền gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong phạm vi 8 đại đế quốc, cũng có Thánh Nhân Quý Tộc, thật giống như gia tộc của Thiết Ngưng, có điều là tam đẳng. Thánh Nhân Quý Tộc, chia làm 4 đẳng cấp, thứ nhất, là quý tộc siêu cấp, địa vị coi như kém tổng bộ danh sư đường, nhưng cao hơn tổng bộ luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội mấy phần. Ở đại lục nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối cùng địa cao thượng vị. Theo thứ tự là Trương gia, Lạc gia cùng Tưởng gia. Thủy Thiên Nhu giải thích. Thứ hai. Là gia tộc nhất đẳng như gia tộc ngũ hành. Thủy gia, Mộc gia, đều ở trong đó. Một chút thế lực lớn, cũng ở hàng ngũ này, tỉ như Băng Nguyên Cung, luyện đan sư công hội. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Sớm biết Trương gia, Lạc gia rất mạnh, là thế lực siêu cấp bá chủ, không nghĩ tới lại là gia tộc nấc thang thứ nhất, địa vị cao hơn tổng bộ của luyện đan sư công hội. Khó trách, nghe nói mình thích tiểu công chúa Lạc gia, đám người ngô sư sẽ lo lắng như vậy. Thứ ba, là gia tộc nhị đẳng, địa vị không kém liên minh đế quốc nhiều. Loại gia tộc đẳng cấp này, số lượng rất nhiều, chừng hơn trăm. Còn gia tộc tam đẳng, tương đương phong hào đế quốc, phân tán khắp nơi, số lượng thực sự quá nhiều, cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ lắm. Thủy Thiên Nhu ngắn gọn nói rõ 4 đẳng cấp của Thánh Nhân Quý Tộc một lần. Trương Huyền gật đầu. Vừa nói như vậy, hắn liền hiểu. Nếu như so sánh siêu cấp quý tộc như Trương gia, Lạc gia là Thanh Nguyên phong hào đế quốc, như vậy gia tộc ngũ hành là Hồng Viễn đế quốc nhất đẳng, gia tộc nhị đẳng tương đương Huyễn Vũ đế quốc nhị đẳng, còn gia tộc tam đẳng như Tiết gia, thì tương đương Vương quốc liên minh. Xem ra Thánh Nhân Quý Tộc cũng có đẳng cấp nghiêm khắc. Một học, bằng hữu của ta, là Thánh Nhân Viên gia, không biết Viên gia này là gia tộc mấy đẳng. Nhớ tới Viên Đào, Trương Huyền hỏi. Băng Nguyên Cung đã có thể so với gia tộc nhất đẳng. Không biết Viên gia xem như thứ mấy, nếu quá thấp, thì nên cân nhắc tìm trở về. Thấy hắn quả thật cái gì cũng không biết, Thủy Thiên Nhu bất đắc dĩ. Ngũ hành gia tộc, Mộc gia, Thủy gia, Kim gia, họ đều đối ứng ngũ hành, hỏa gia họ xích, bởi vậy Thánh Nhân xích gia là hỏa gia trong ngũ hành. Mà thổ gia họ Viên, nếu như vị bằng hữu này của ngươi là Thánh Nhân Viên gia, như vậy chính là ngũ hành thổ gia. Ngũ hành thổ gia, gia tộc nhất đẳng. Trương Huyền sửng sốt. Không nghĩ tới Viên gia lợi hại như vậy. Đúng vậy, không chỉ thế, Viên gia ở trong ngũ hành gia tộc có thực lực mạnh mẽ nhất, lực lượng cuồng mãnh, phòng ngự vô địch. Thủy Thiên Nhu nói, công pháp và lực lượng huyết mạch của Thủy gia, mặc dù có thể bao dung vạn vật, lấy nhu thắng cương, nhưng lực công kích vẫn quá yếu. Trong ngũ hành, lực công kích mạnh nhất là Kim gia, nhưng muốn nói nặng nề cùng phòng ngự, Viên gia thuộc về thứ nhất, không người có thể so sánh. Vậy là tốt rồi. Nghe được Viên gia lợi hại như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Đã như vậy, cũng không cần lo lắng Viên Đào. Gia tộc lợi hại như thế, tất nhiên có thủ đoạn để hắn nhanh chóng tăng lên, làm không cẩn thận, tu vi của hắn cũng không kém Triệu Nhã. Đây là nơi ở của lão sư ta, một lát nữa tận lực ít nói chuyện. Đang nói chuyện, Thủy Thiên Nhu dừng lại giải thích, truyền âm tới. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện đã đi không biết bao xa, đi tới một tiểu viện rộng rãi, còn không có tiến vào liền cảm nhận được từng đạo kiếm ý ngang dọc, tựa như lần nữa trở lại kiếm trì. Đây là chỗ ở của kiếm tần sinh trưởng lão, quả nhiên bất phàm. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Không hổ là kiếm đạo đại tông sư không kém gì kiếm lão nhân, coi như hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đột nhiên đi tới, cũng cảm thấy bị khí tức áp chế, có chút vận chuyển không thông. Lúc mới nhập môn có một đạo kiếm khí, sẽ ngăn học viên bình thường ở ngoài cửa, ta đi vào giúp ngươi bẩm báo trước, để lão sư để ngươi tiến đến lại nói tiếp. Thủy Thiên Nhu hít sâu một hơi, đi tới trước cửa, đang muốn đi vào, chỉ thấy một đạo kiếm khí loạn chuyển ở trên đầu ngón tay của thanh niên. Muốn chạy trốn, lại không cách nào làm được. Kiếm khí, ngươi nói là cái này. Trương Huyền sững sờ. Chương 2502, tất cả đều là sai một. Đúng. Da đầu của Thủy Thiên Nhu nổ tung, suýt chút nữa la lên. Mới vừa nói tên này cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọc lão sư tức giận, vừa đến liền bắt kiếm khí thủ hộ tiểu viện lại. Ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Thật không tiện, ta thả ra ngay. Khóe miệng Trương Huyền co giật, rất không tiện. Vừa tới trước cửa, thấy một đạo kiếm khí bao phủ, sợ làm bị thương nữ tử trước mắt, lặng lẽ bắt đến. Không nghĩ tới là kiếm tần sinh lưu lại gác cổng. Kiếm khí sắc bén, rất dễ dàng hại người, ở cửa ra vào thả cái này, tương đương với từ chối khéo khách nhân, ai còn dám tới. Bất quá không chào đón người khác, là sự tình của đối phương, kéo gác cổng của người ta xuống, tương đương với có chút vô lễ, nên lực lượng trên tay buông lỏng. Kiếm khí vùng vẫy nửa ngày, không nghĩ tới lại đột nhiên buông tay, giống như mèo hoang bị bắt lại, đột nhiên thả ra, lập tức mất đi chính xác. Siêu! Cột đá trên cửa bị chặt đứt, cửa kẹt một tiếng, rơi trên mặt đất, đại địa nổ vang, tràn đầy bụi bặm. Cái này! Trương Huyền ngây người. Chỉ thả ra kiếm khí, không nghĩ tới tên này không đáng tin cậy như vậy, chém cả đại môn. Vừa tới, không chỉ bắt phong cấm của người ta, còn phá hủy đại môn. Có phải không lễ phép hay không, nhưng hắn thật không phải cố ý. Mắt Thủy Thiên Nhu tối sầm lại. Trên đường đi căn dặn mấy lần, để hắn chú ý, lần này được rồi. Còn không có gặp mặt, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, này làm sao giải thích? Người nào? Đang buồn bực, còn chưa nghĩ ra làm sao giải thích, liền nghe trong viện hét lớn một tiếng, ngay sau đó 7-8 người vây quanh bọn hắn ở trung tâm. Tạ sư huynh, là ta. Thủy Thiên Nhu hơi đỏ mặt, vội vàng tiến lên. Thủy sư muội, xảy ra chuyện gì vậy? Tạ sư huynh nhíu mày. Vị Trương sư này, nghe nói danh khí của lão sư, muốn tới đây tiếp kiến, là ta sơ ý, trước không nói sự tình kiếm khí, nên mới xuất hiện việc này. Thủy Thiên Nhu giải thích. Kiếm khí của lão sư vô cùng sắc bén, trước thời hạn không biết, lại không bị gây thương tích, ngược lại làm sập cửa, xem ra vị bằng hữu này cũng là cao thủ dùng kiếm. Tạ sư huynh nhướng mày, quan sát Trương Huyền tỉ mỉ. Hắn chừng 30 tuổi, mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh trường kiếm, mang theo khí tức kinh người. Nhìn tu vi, đã đạt đến thánh vực lục trọng, lĩnh vực cảnh trung kỳ. Học qua kiếm pháp một đoạn thời gian, chỉ biết ra lông mà thôi. Vừa rồi kiếm khí đột nhiên xuất hiện, phản ứng không kịp, mới biến thành như vậy, thực sự xin lỗi. Trương Huyền vội vàng nói. Mục đích tới là vì cầu người. Vẫn phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Huống chi từ trước tới nay hắn cũng khiêm tốn, rất khiêm tốn. Xin lỗi thì không cần, đạo kiếm khí này của lão sư, ở lại chỗ này là vì kiểm nghiệm cảm ngộ kiếm ý của người đến, có thể sớm phát hiện, hơn nữa không bị tổn thương, nói rõ rất mẫn cảm với kiếm đạo, có ngộ tính không kém. Tạ sư huynh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đi qua gặp lão sư đi. Gặp lão sư. Trương Huyền ngẩn ngơ. Cái thái độ này không đúng nha. Người khác nhìn thấy hắn phá nhà cửa, tất cả đều tức giận đến bờ môi run rẩy, hận không thể một tay đập chết. Sao vị trước mắt này không những không tức giận, còn mời hắn đi gặp kiếm đạo đại tông sư kia? Chẳng lẽ sợ hiện tại đòi bồi thường, hù mình chạy mất, nên trước lừa gạt vào lại nói. Hoặc phá cửa là một loại khảo hạch, rất nhiều cường giả đều có tính tình cổ quái, thật giống như khôi thánh, đã là tàn hồn còn muốn mài gậy sắt.
Có lẽ vị kiếm đạo đại tông sư kia, rất ưa thích người khác phá nhà cửa. Thật như vậy mà nói, hắn không cần làm nhiều, 100% mắc điểm A. Suy đoán ra ý nghĩ này, quay đầu nhìn về phía Thủy Thiên Nhu ở cách đó không xa, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra đáp án, chỉ thấy nữ hải cũng mê man, dường như không hiểu rõ tình hình. Được rồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nếu để cho ta khảo hạch, phá hủy cái viện này cũng không tính là gì, địa phương không tính quá lớn nha. Dầu dĩ một lát, sau đó Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cười một tiếng, ôm quyền nói. Vậy làm phiền Tạ sư huynh. Nói xong, theo sát ở sau lưng Tạ sư huynh đi vào tiểu viện. Tiểu viện của lão sư Thủy Thiên Nhu, bởi vì nằm trong thánh tử điện, nên phạm vi không lớn, lại hết sức tinh xảo, bị một trận pháp to lớn bao phủ, kiếm khí chạy bốn phía, tựa hồ dựa theo quy luật đặc thù nào đó vận chuyển, cho người ta một loại cảm giác kiếm ý ngang dọc. Chương 2503, tất cả đều là sai 2. Trường kỳ ở đây tu luyện, lý giải kiếm đạo tuyệt đối có thể tăng mạnh, tiến bộ cực nhanh. Minh Lý Chi nhãn lặng lẽ vận chuyển, nhìn kỹ trận pháp một lần, xác định vị trí cụ thể của trận nhãn, trận tâm, biết thật muốn động thủ, có thể trong nháy mắt phá cả phủ đệ thành phế tích, không còn sót lại một chút cặn, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tạ sư huynh, đây là có chuyện gì? Hắn đang quan sát. Thủy Thiên Nhu thì vội vã theo sau, nhịn không được hỏi. Nàng cũng là đệ tử của lão sư, chỉ biết ở cửa ra vào có kiếm khí, không cho phép người ngoài tùy tiện xông vào, lúc nào biến thành một loại kiểm tra cùng khảo hạch. Ngày hôm nay lão sư đi xem tuyển chọn tân sinh, nói có mấy hạt giống tốt, lý giải kiếm đạo rất sâu, cho nên cải biến uy lực của kiếm khí một chút. Người tới, có khả năng sớm phát hiện, không bị tổn thương, nói rõ rất mẫn cảm với kiếm đạo, một khi xuất hiện người như vậy. Liền để ta dẫn vào, sáng sớm ngươi liền ra ngoài, nên còn chưa kịp nói tỉ mỉ. Tạ sư huynh thấp giọng. Thánh tử điện tuyển chọn tân sinh, đại sự như thế, rất nhiều trưởng lão đều sẽ đi quan sát, tìm thiên tài có khả năng kế thừa y bát. Mặc dù kiếm tân sinh có chút cứng nhắc, nhưng cũng muốn truyền thừa kiếm đạo mà tổ tiên lưu lại, hy vọng có thể tìm được hạt giống tốt, tiến hành bồi dưỡng. Thì ra là thế. Thủy Thiên Nhu hiểu được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không trêu chọc lão sư mất hứng liền tốt. Vòng qua vườn hoa, một lương đình xuất hiện ở trước mắt, một lão giả đang tay cầm trường kiếm đứng ở trong đó, tựa hồ tu luyện một loại võ kỹ nào đó. Lão sư đang luyện kiếm, chúng ta đợi một lát đi. Tạ sư huynh khoát tay áo. Được. Trương Huyền ngừng lại, cẩn thận nhìn lão giả trong đình. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, lại cho người ta một loại cảm giác hào phóng, như lão nhân ở công viên đang đánh thái cực quyền. Mỗi một kiếm, đều giống như phong tỏa một vùng không gian, làm cho không người nào có thể trốn tránh, chỉ có thể nghênh đón. Kiếm pháp thật cao minh. Ánh mắt Trương Huyền ngưng lại. Mặc dù không có học tập linh hư tam kiếm, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, ở trên kiếm pháp tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, người khác khả năng nhìn không ra tu luyện là cái gì, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra bất phàm. Kiếm chiêu của lão giả rất chậm, lại ẩn chứa kiếm đạo cơ sở nhất. Vậy mà có chút tương tự thiên đạo kiếm pháp. Trương Huyền nhìn không được khen ngợi. Kiếm, chú ý nhẹ nhàng, lấy nhanh vi tôn, nhưng lúc tu luyện, cũng không phải động tác càng nhanh càng tốt. Mặc dù khoái kiếm để cho người ta khó trốn tránh, nhưng đánh không trúng mục tiêu, lại nhanh cũng là lãng phí sức lực. Thật giống như côn đồ chưa từng học qua võ công, hai tay cầm đao, chém lung tung một hồi, tốc độ vừa nhanh vừa vội, cũng có lực uy hiếp, nhưng gặp được cao thủ chân chính. Khả năng một ngón tay liền nằm xuống. Chiến đấu, tốc độ nhanh cũng không phải tất cả, còn cần tinh chuẩn. Không có chính xác, lại nhanh cũng vô dụng. Vị lão giả này, thì triển kiếm chiêu rất chậm, thoạt nhìn như biểu hiện ra kiếm chiêu tốt hơn, nhưng mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào đại đạo, làm không khí rung động, như ngay cả không gian cũng có thể bao vây, vậy mà có không ít chỗ tương tự với thiên đạo kiếm pháp. Loại kiếm pháp này, khi đối địch với người, không có một chút dư thừa. Một khi trường kiếm ra tay, tất nhiên có khả năng đánh trúng chỗ hiểm, hoặc là để cho người ta không thể không phòng. Nguyên nhân chính vì như vậy, kiếm chiêu của Trương Huyền mới có thể để cho người cảm thấy khủng bố, cùng cấp bậc, cảnh giới giống nhau, không người có thể địch. Bất quá, cũng chỉ là tương tự, còn kém một chút. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Những chiêu số này, mặc dù có chút tương tự thiên đạo kiếm pháp, nhưng sao không phải? Thoạt nhìn chỉ kém một tia, trên thực tế lại có thiên địa khác biệt. Sai một ly, đi nghìn dặm.
Đối phương lấy loại kiếm pháp này tới đối chiến mà nói, dù thực lực tương đương khôi lỗi ở thông đạo chữ giáp, cũng có thể tùy tiện đánh bại. Không phải kiếm pháp yếu, mà vì hắn thi triển là thiên đạo kiếm pháp thật, đối phương thi triển là giả, thật giống như mô phỏng theo, một khi giao thủ, như kiếm phổ trừ tà thật giả, khắp nơi bị khắc chế, tự nhiên liền rơi xuống hạ phong. Mặc dù không biết bộ kiếm pháp kia là điện chủ đời thứ ba, hay hắn nghiên cứu ra, có thể làm được điểm ấy, đã rất đáng sợ, bất quá. Còn có chút đáng tiếc. Trong lòng than thở, thiên đạo kiếm pháp, là hắn siêu tập vô số bí tịch kiếm pháp làm ra, đã đạt tới cảnh giới đại xảo bất công. Đối phương một người bình thường, vậy mà cũng có thể lý giải đến loại trình độ này, đến gần vô hạn, có thể nói rất khủng bố. Hô! Trong lòng đang cảm khái, lão giả ở trong lương đình dừng lại, thu kiếm mà đứng, khí tức vững vàng như núi, chân khí nội liếm, từ bề ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Nếu không phải tận mắt chứng kiến kiếm pháp thần kỳ, sẽ hoài nghi có phải chỉ là người bình thường hay không. Vị tiểu hữu này, ta thấy vừa rồi ngươi lắc đầu, chẳng lẽ cảm thấy chiêu kiếm của ta có gì không ổn? Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại. Không ổn, vậy thì không có. Trương Huyền dừng một chút. Hẳn là, tất cả đều sai a. Chương 2504, một sợi tóc một. Tất cả đều sai. Da mặt của Thủy Thiên Nhu co giật. Hôm nay gặp phải kích động, còn nhiều hơn cả đời của nàng. Sớm đã dặn dò, không nên nói nhảm quá nhiều, cái tên này nói đã biết. Đã biết bây giờ còn như vậy. Kiếm pháp của lão sư đứng đầu Thánh Tử Điện, toàn bộ đại lục cũng sắp xếp lên danh hào, lần đầu tiên nhìn thấy loại đại tông sư cấp này, người bình thường cũng không dám thở mạnh, sợ nói ra cái gì, dẫn đến mất hứng, tên này ngược lại tốt. Nói thẳng tất cả đều sai, có biết nói chuyện hay không? Ngươi nói cái gì? Tạ huynh sầm mặt lại, trong ánh mắt mang theo tức giận. Cái này đã là ngang nhiên sỉ nhục lão sư. Vừa vào cửa phát hiện kiếm khí, còn tưởng rằng là cao thủ, không nghĩ tới lại là người ngông cuồng. Để hắn nói hết lời. Kiếm Tần Sinh khoát tay áo, cắt ngang Tạ sư huynh nói, nhìn lại. Bộ kiếm pháp kia, truyền lại từ tổ tiên dùng kiếm chiêu này tung hoành đại lục, mặc dù không nói bách chiến bách thắng, nhưng cũng tung hoành vô địch. Khó gặp đối thủ. Tất cả đều sai, không biết sai từ đâu. Cái này, Trương Huyền trần chờ một chút, muốn mở miệng nói, lại phát hiện sai lầm quá nhiều, căn bản không biết nói từ nơi nào, thật muốn nói toàn bộ, đoán chừng đối phương sẽ bị đánh không gượng dậy nổi, đành phải than thở. Nhiều lắm, nói không nên lời. Nói không nên lời. Móng tay của Thủy Thiên Nhu nắm vào trong thịt. Nói không nên lời liền dám mở miệng, thật không sợ chết, hay là chán sống. Lão sư, đừng nghe tên này ăn nói bừa bãi, ta xem hắn chính là cố ý nói càn, muốn thu hút chú ý của ngươi. Tạ sư huynh tức giận sắp bạo tạc, tiến về phía trước một bước. Kiếm Tần Sinh nhíu mày. Hắn là kiếm đạo đại tông sư, toàn bộ đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy, người trẻ tuổi muốn bái nhập môn hạ nhiều không kể xiết, nhưng mà bởi vì thu đồ nghiêm khắc, tỷ lệ đào thải quá cao, hàng năm cũng có một số người cố ý nói ra cuồng ngữ kinh thế, hấp dẫn hắn chú ý. Đáng tiếc, trải qua điều tra, cuồng ngữ chính là cuồng ngữ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, kiếm thuật của hắn thông huyền, càng là danh sư bát tinh thượng phẩm, nhãn lực kinh người. Vị thanh niên trước mắt này, vừa rồi nói ra lời kia, khí tức trầm ổn, thanh âm bình tĩnh, hiển nhiên lực lượng 10 phần, hoàn toàn khác biệt những người trước đó nói bừa. Cho nên mới không tức giận, muốn hỏi thăm rõ ràng. Xin lão sư cho phép ta tỉ thí với hắn, nhìn xem kiếm pháp như thế nào. Lại dám cản rỡ như vậy. Nếu là người ngông cuồng, đệ tử sẽ giáo huấn một lần, cho hắn biết trời cao đất rộng. Tạ sư huynh ôm quyền nói. Thân là học sinh, đối phương nghi ngờ lão sư của mình, lại không ra tay, tôn nghiêm sư đạo ở đâu. Ngươi hẳn là học sinh mới của năm nay. Không có trả lời Tạ sư huynh, Kiếm Tần Sinh nhìn về phía Trương Huyền. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Trong tân sinh, có một người tên Trương Cửu Tiêu. Kiếm thuật không yếu, chẳng lẽ là ngươi? Kiếm Tần Sinh hỏi. Lần này tân sinh khảo hạch, hắn cũng đi xem, Trương Cửu Tiêu tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ nửa bước chân dài, thiên phú bất khả hạn lược, sẽ không phải chính là vị trước mắt này chứ? Cửu Tiêu là bằng hữu của ta. Trương Huyền khom người. Tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Hắn chỉ chú ý hậu bối kiếm thuật cao minh, dù Trương Huyền một hơi vào tới 50 vị trí đầu. Náo ra oanh động rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là gì.
như vậy đi, ngươi nói kiếm pháp của ta toàn bộ sai, muốn hỏi ngươi, còn nói không ra. Không bằng cùng học sinh của ta giao đấu một trận, ta sẽ để hắn đè thấp tu vi tương đương ngươi, hai người chỉ giao lưu kiếm thuật, điểm đến là dừng. Kiếm Tần Sinh khoát tay áo. Đã không phải Trương Cửu Tiêu, thì lý giải kiếm đạo hẳn không tính quá nổi bật, không bằng để cho học sinh thăm dò một chút, cũng nhìn xem đến cùng có tự tin gì, lại dám không che đậy miệng như vậy. Cũng tốt. Trương Huyền gật đầu. Nói không nên lời, nhưng biểu hiện ra cho đối phương nhìn, có lẽ có thể được dẫn dắt. Mời qua bên này. Thấy hắn đồng ý, Tạ sư huynh hừ lạnh, đi ở phía trước dẫn đường. Một lát sau, đi tới chỗ trống cách tiểu đình không xa, đường kính hơn 20 mét, rất thích hợp giao đấu. Soạt. Sau khi đứng vững, Tạ sư huynh chậm rãi rút trường kiếm ra. Thân kiếm rời vỏ kiếm, khí tức cả người lập tức thay đổi, phong mang tất lộ, tựa như lúc nào cũng sẽ đâm thủng không khí, chém giết thương sinh. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dù áp chế tu vi đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác lăng lệ, phảng phất như hắn chính là một thanh trường kiếm. Thượng kiếm tâm đỉnh phong. Chỉ nhìn một cái, Trương Huyền liền biết đối phương lĩnh ngộ kiếm đạo đã đạt đến thượng kiếm tâm đỉnh phong, chỉ kém một bước, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Trẻ tuổi như vậy, liền có loại năng lực này, coi như kém Trương Cửu Tiêu, cũng được cho là cao thủ. Kiếm của ngươi đâu, ra tay đi. Trường kiếm chỉ tới, tinh, khí, thần của Tạ sư huynh tích tụ đến đỉnh phong, lạnh lùng nhìn lại. Ta sao? Trương Huyền lắc đầu. Cùng cấp bậc, lại thêm hắn lĩnh ngộ kiếm đạo đạt đến tình trạng chân giải. Dùng kiếm mà nói, thực sự quá bắt nạt người. Chương 2505, một sợi tóc hai. Ngắm nhìn bốn phía, con mắt rơi vào trên người Thủy Thiên Nhu. Khả năng còn phải làm phiền một chút, mượn Thủy sư tỷ một vật. Mượn đồ vật. Thủy Thiên Nhu sửng sốt, lập tức giật mình, cổ tay khẽ đảo, đưa trường kiếm của mình tới. Cho. Vị trước mắt này, đã từng nhìn qua kiếm của nàng, chắc là muốn mượn dùng một chút. Bất quá, trường kiếm của người khác, bởi vì liên quan tới khí linh, nên sử dụng khá phiền toái. Ha ha. Trương Huyền không tiếp kiếm, mà đi tới gần, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái, một cọng tóc của nữ hài rơi vào lòng bàn tay. Kiếm thì không cần, chỉ mượn tóc dùng một chút. Nói xong, ngón giữa ngón trỏ cầm sợi tóc, chân khí trong cơ thể truyền vào. Ông. Tóc dài mảnh khảnh dựng thẳng lên, như một thanh trường kiếm. Bắt đầu đi. Một lần nữa trở lại chỗ trống, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi dùng cái này so với ta. Hốc mắt của Tạ sư huynh đỏ lên, tức giận đến thân thể run rẩy. Hắn là cao thủ tinh thông kiếm thuật của Thánh Tử Điện, càng là học sinh của kiếm đạo đại tông sư Kiếm Tần Sinh, hạ thấp thân phận tới tỉ thí, tên này lại chỉ lấy một sợi tóc lên trận. Quả thực là miệt thị hắn. Ta không muốn bắt nạt ngươi. Trương Huyền gật đầu. Ngươi tự tìm cái chết. Cảm thấy cả người sắp bạo tạc, cổ tay của Tạ sư huynh rung lên, trường kiếm phát ra oanh minh chói tai, thẳng tắp đâm tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có môn đạo. Vị Tạ sư huynh này, thoạt nhìn tức giận, nhưng kiếm pháp lại không bị ảnh hưởng, vừa ra tay, kiếm khí thẳng tới 7-8 chỗ huyệt đạo của Trương Huyền, phong kín tất cả con đường có thể xuất kiếm. Tên này còn biết giả phẫn nộ. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Không hổ là thiên tài của Thánh Tử Điện, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Tên này thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, tức giận đến bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Nhưng trên thực tế nội tâm cực kỳ bình tĩnh, nghiên cứu thế đứng của mình, khả năng thi triển kiếm chiêu, cùng con đường lui về phía sau, một kiếm liền hoàn toàn phủ kín. Đổi lại thượng kiếm tâm đỉnh phong khác, cho dù là Trương Cửu Tiêu tới đây, cũng sẽ luống cuống tay chân, xuất kiếm tới liều. Nhưng nếu thật làm như vậy, tóc sẽ trong nháy mắt đứt gãy, tỉ thí phía dưới cũng không cần tiếp tục nữa, một chiêu liền thua. Một kiếm ép không thể không hoàn thủ, quả nhiên là cao thủ kiếm pháp, không thể khinh thường. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là cường giả lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền không lui về phía sau, cũng không rời qua bên cạnh, tóc đột nhiên đâm nghiêng, chậm rãi hóa thành một đường cong, chỉ về phía huyệt thiên tỉnh của Tạ sư huynh. Đối phương sắc bén đâm nhanh, không đi chống lại, nhưng đâm kiên tỉnh, thoạt nhìn để cho người ta khó hiểu, nhưng Kiếm Tần Sinh nhìn thấy chiêu này, lại nhíu mày, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không phải cái khác. Đúng là một chiêu vừa rồi hắn ở trong lương đình thi triển. Chỉ bất quá ở trong tay của đối phương càng thêm tinh diệu, càng thêm trôi chảy, cho người ta một loại cảm giác phù hợp tự nhiên,
nhắm thẳng vào đại đạo. Mặc dù chỉ cải biến một tia, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Hắn siết chặt nắm đấm. Thân là kiếm đạo đại tông sư nổi danh đại lục, nhãn lực là không thể nghi ngờ. Chiêu này của đối phương, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng liên lụy đến nắm chắc thời cơ, lý giải kiếm pháp của đối thủ, một khi ra tay, uy lực cực mạnh, một sợi tóc cũng không thua trường kiếm. Hắn nhìn ra uy lực, vẻ mặt của Tạ sư huynh cũng thay đổi. Đối phương thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng vừa ra tay, mình lập tức cảm thấy lộ tuyến chân khí vận hành bị chặt đứt, ngực giống như bị xé rách, đau đớn kịch liệt. Đáng giận. Con mắt đỏ lên, dưới chân chạy nhanh. Mới vừa rồi là cường công, định cứng đối cứng, chiếm ưu thế vũ khí, chặt đứt sợi tóc trong tay đối phương, mà bây giờ thì chạy khắp nơi, tìm cơ hội, một lần hành động phản kích. Dù chỉ một chiêu ngắn ngủi, nhưng lòng khinh thị diệt hết, phát hiện đối phương lý giải kiếm đạo không kém hắn. Cái này, mấy vị sư đệ, sư muội theo tới, nhìn thấy Tạ sư huynh chỉ ra một chiêu, liền đổi thành tư thái phòng ngự, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Ngay cả Thủy Thiên Nhu cũng không hiểu ra sao. Kiếm Tần Sinh có thể nhìn ra chiêu kia của Trương Huyền lợi hại, bọn họ bị giới hạn thực lực, căn bản không phát giác được. Xem xét còn tưởng rằng là sư huynh nhường, cố ý thua tên này. Tạ sư huynh vẫn quá nhân từ. Đúng vậy, nếu là ta ra tay, đã sớm một kiếm bổ hắn. Yên tâm đi, Tạ sư huynh ra tay, khẳng định sẽ để cho hắn đẹp mắt. Cả đám hạ giọng nói thầm. Ha ha. Nghe những lời này vào trong tai, Trương Huyền cười một tiếng. Không thể không nói, vị Tạ sư huynh này quả thực rất thông minh, phát hiện kiếm chiêu của mình không phải đâm kiên tỉnh đơn giản, mà liên quan vô số tới biến hóa, liền quả quyết định chỉ tiến công, đổi thành chạy. Bất quá, nếu như thiên đạo kiếm pháp chỉ chạy liền có thể tránh né, thì không gọi thiên đạo kiếm pháp rồi. Siết chặt sợi tóc, Trương Huyền chiêu số giống vậy, đồng dạng ra tay góc độ, lần nữa lăng không đâm một cái. Lần này, đã không phải kiên tỉnh, mà là cổ họng. Chiêu số bình thản, nhưng tác động chân khí trong cơ thể, tựa như đâm vào vòng xoáy trong dòng nước, bất kể Tạ sư huynh tránh né như thế nào, chạy như thế nào, cũng sẽ chủ động đụng vào, căn bản né không được. Chiêu số giống nhau, phương vị đồng dạng, cũng bởi vì góc độ thoáng khác biệt, nắm bắt thời cơ khác biệt, uy lực lại kém gấp bội. Tận mắt nhìn thấy, cũng để người khó có thể tin. Chiêu này, còn có loại biến hóa này. Kiếm Tần Sinh ở một bên con mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Chương 2506, một tóc toái kiếm một. Đắm chìm trong kiếm pháp tổ tiên lưu lại, không biết bao nhiêu năm, Kiếm Tần Sinh hiểu rõ tất cả biến hóa của bộ kiếm thuật này. Vừa rồi chiêu kia, có thể diễn hóa 18 chiêu phương thức công kích khác biệt, nhưng tuyệt không có góc độ này, loại phương pháp tiến công này thoạt nhìn nhẹ nhàng, lại như thần lai chi bút, để cho người ta không thể không phòng, nhưng lại không cách nào phòng ngự. Cái này cần nắm bắt thời cơ, rõ ràng chiêu số của đối thủ như lòng bàn tay mới có thể làm được, xem như ta cũng phải tiêu tốn rất lâu mới có thể nghĩ đến. Trong chiến đấu, tử vong chỉ ở sát na, thời khắc khẩn trương như vậy còn có khả năng làm được điểm ấy. Kiếm Tần Sinh khó tin. Chiêu này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại kết hợp lĩnh ngộ của một người đối với kiếm thuật, cùng nắm chắc thực lực đối thủ. Cho dù là hắn, muốn thi triển ra cũng rất khó. Ngươi! Trong lòng của hắn cảm khái, Tạ sư huynh chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, sắp nổ tung. Mặc dù không hiểu chiêu này của đối phương đến cùng tinh diệu ở nơi nào, nhưng cọng tóc đâm tới, khí tức toàn thân hắn bị đánh gãy, không nghĩ biện pháp sẽ trực tiếp đụng vào, trốn cũng trốn không thoát. Trong tay đối phương, tuy chỉ là một sợi tóc, nhưng truyền vào chân khí, sẽ không kém trường kiếm sắc bén, thật muốn đâm chúng, hoàn toàn có thể đâm thủng cổ họng, thậm chí cắt đầu lâu đi. Lui! Biết tiếp tục tiến lên mà nói, trọng thương là không thể tránh né, cắn răng một cái, tay trái nắm pháp quyết, bỗng nhiên vỗ về phía trước. Đùng! Không khí phát ra âm bạo, mượn nhờ lực lượng này lui về phía sau. Bởi vì đột nhiên thay đổi lực lượng, chân khí trong cơ thể sôi trào không sao khống chế được, lục phủ ngũ tạng giống như bị đại chùy va chạm, vẻ mặt đỏ lên, máu tươi chảy ra khóe miệng. Liên tục hai chiêu, một lần cũng không có đối đầu, liền bị thương. Nói ra cũng không có người tin tưởng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, Tạ sư huynh làm cái gì vậy? Lấy nhãn lực của bọn hắn nhìn không ra uy lực chiêu này của Trương Huyền, chỉ thấy Tạ sư huynh chiếm cứ thượng phong, kết quả lại đột nhiên lui về phía sau, dẫn đến lực lượng phản phệ, từng cái choáng váng, không rõ ràng cho lắm.
Chẳng lẽ, Tạ sư huynh có khuynh hướng tự ngược? Có lẽ vậy, ta nhớ hình như sư huynh theo đuổi qua Thủy sư tỷ, kết quả không biết bị ai đánh mặt mũi bầm dập. Đúng vậy, về sau liền không còn dám có ý đồ với sư tỷ. Chỉ là cái này cùng tự ngược không quan hệ gì à? Ai nói không, người người đều biết, một đại nhân vật của học viện thích Thủy sư tỷ, hắn còn dám đi trêu chọc, không phải tìm tai vạ thì là cái gì? Mấy vị sư đệ vịn cằm, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Ngươi, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tạ sư huynh sao không biết nghĩ cái gì, mặt cũng tái rồi. Vốn muốn giúp lão sư giáo huấn gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một chút, làm sao cũng không nghĩ đến, tay cầm thánh khí trung phẩm, lại không làm bị thương gia hỏa cầm tóc, ngược lại bản thân hộc máu. Ngươi có thể ngăn cản chiêu này, ta liền nhận thua. Lùi về sau một bước, hít sâu một hơi, ánh mắt của Tạ sư huynh híp lại. Dầm. Kiếm ý trong cơ thể như nước sôi trào lên, kinh khí cuồng bạo phóng lên trời. Là vô ưu kiếm lợi hại nhất của sư huynh. Chiêu này là lão sư sáng chế, một kiếm đoạn phiền não, vô bi vô ưu, cấp bậc giống nhau, hầu như không có người chống đỡ được. Lão sư thi triển chiêu này, có khả năng trong nháy mắt bắn ra 99 đạo kiếm khí, Tạ sư huynh là ngộ tính cao nhất trong chúng ta, mặc dù cách 99 còn kém rất xa, nhưng cũng chừng 32 đạo kiếm khí. Bao vây 32 huyệt đạo của đối thủ, ở dưới khí thế dẫn dắt, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bốn phía xôn xao, trong mắt của Thủy Thiên Nhu cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trương Huyền này là nàng mang tới, ngộ nhỡ bởi vì tỷ thí bị sư huynh kích thương, mặt mũi sẽ rất khó coi. Lấy thực lực của hắn, hẳn sẽ không có vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương ngay cả thông đạo chữ ất cũng có thể thông qua, mặc dù Tạ sư huynh rất mạnh, nhưng còn không phải đối thủ. Xì xì xì. Khí tức trong người đạt đến đỉnh điểm, thân thể của Tạ sư huynh lăng không bay lên, nhân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên đâm tới. Võ kỹ thật lợi hại. Con mắt của Trương Huyền lập tức sáng lên. Chiêu này lấy thân hóa kiếm, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại hòa tinh, khí, thần vào kiếm đạo, không có ngộ tính cực mạnh là rất khó làm được. Một kiếm ra, khóa chặt 32 huyệt đạo của đối thủ, chỉ cần di động liền sẽ bị thương, quả nhiên rất lợi hại. Minh Lý chi nhãn. Không dám suy nghĩ nhiều, trong mắt hoa văn lấp lánh, thời gian nháy mắt, thiếu sót trong chiêu số của đối phương kỹ càng xuất hiện ở trước mắt, như soi gương vậy. Uy lực không tệ, có điều vẫn có rất nhiều sơ hở. Nhìn ra ít nhất 10 sơ hở, Trương Huyền cũng không lui về phía sau, tuyển một cái, cọng tóc trong tay bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn làm gì? Dùng cọng tóc liều với trường kiếm của Tạ sư huynh. Không cần nhìn, đây là bản thân tự tìm chết. Nhìn thấy động tác của hắn, đám người xôn xao. Trong mắt bọn họ, thanh niên mới tới này thấy công kích hung mãnh như vậy của Tạ sư huynh, không những không tránh, còn nghênh đón, rõ ràng tự tìm cái chết. Ngay cả kiếm Tần Sinh cũng có chút nghi ngờ. Vô ưu kiếm là hắn sáng chế, vô cùng sắc bén, lực công kích cực mạnh, coi như kiếm chiêu cùng cấp bậc cũng không dám liều, dùng một sợi tóc nghênh đón. Rất dễ dàng bị thương, thậm chí có thể bị chém giết tại chỗ. Dầm. Trong ánh mắt nghi hoặc, trường kiếm đã tiếp xúc với cọng tóc. Chương 2507, một tóc toái kiếm 2. Hô! Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng, người sau sẽ bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ, cọng tóc đột nhiên uốn lượn, gạt một đường cong để cho người ta không tưởng tượng nổi, rơi vào trên sống kiếm. Ông! Thanh âm giống như chùy đánh lên chung cổ vang lên, ngay sau đó răng rắc. Tất cả đều sững sờ, mọi người vội vàng nhìn. Chỉ thấy sợi tóc đánh lên trường kiếm giống như đồ sứ, bắt đầu xuất hiện vết rách, thời gian nháy mắt, liền vỡ thành vô số khối, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Phốc, trường kiếm bị đánh nát, chân khí phản phệ, Tạ sư huynh hơi đỏ mặt, máu tươi phun mạnh ra, thân thể nhoáng một cái, từ không trung rớt xuống. Mặc dù uy lực của vô ưu kiếm rất mạnh, nhưng dưới tình huống nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm có yêu cầu cực cao, trường kiếm vỡ vụn, tương đương với tinh, khí. Thần bị chặt đứt, chỉ nháy mắt liền trọng thương. Cái này. Bốn phía lặng ngắt như tờ, từng cái nhìn về phía thanh niên cầm sợi tóc trong tay, biểu lộ giống như gặp quỷ. Ta thua. Ăn vào đan dược, đứng dậy, Tạ sư huynh tràn đầy chán nản, nhưng cũng biết quả thực là thua. Cầm trong tay thánh khí trung phẩm, bại bởi một sợi tóc. Tự mình trải qua, cũng cảm thấy giống như nằm mơ, khó có thể tin. Người thua không oan. Con mắt của kiếm Tần Sinh sáng lên, nhìn về phía Trương Huyền, giống như thấy được chân bảo.
kiếm thuật của vị tiểu huynh đệ cao minh hơn ngươi không ít. Vâng. Tạ sư huynh gật đầu, vẻ mặt xấu hổ. Lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau học tập mà thôi, kiếm thuật của tạ sư huynh cao minh, ta cũng vô cùng bội phục. Trương Huyền vội nói. Dùng một sợi tóc, chấn vỡ trường kiếm của hắn, nắm giữ kiếm pháp, có thể xưng đăng phong tạo cực. Kiếm Tần Sinh mở miệng. Nếu như không nhìn lầm, cọng tóc của ngươi hẳn cũng đã đứt gãy a. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu, chân khí buông lỏng. Hô! Sợi tóc nguyên bản thẳng tắp, gió nhẹ thổi, lập tức hóa thành bột phấn, phiêu tán ở bốn phía. Mọi người giật mình. Truyền chân khí vào sợi tóc bình thường không tính quá khó, nhưng vỡ thành như vậy, còn có thể duy trì vận chuyển chân khí, hơn nữa đánh nát trường kiếm của tạ sư huynh. Lực khống chế nên mạnh bao nhiêu? Thật ra thì ngươi cũng không cần chán nản, trường kiếm của ngươi cũng không phải là tóc của hắn chặt đứt. Xác nhận suy đoán trong lòng, Kiếm Tần Sinh cười cười, an ủi học sinh của mình. Tạ sư huynh không hiểu, những người khác cũng mê man. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đối phương dùng tóc chém lên trường kiếm, kiếm đứt gãy, làm sao lại không phải? Ngươi thi triển vô ưu kiếm, kiếm khí thẳng tắp đâm tới trước, toàn bộ lực lượng tập trung vào mũi kiếm, hy vọng có thể đánh bại đối thủ. Lúc này thân kiếm là yếu nhất, hắn dùng tóc đụng vào thân kiếm, vừa lúc là tiết điểm của lực lượng, vừa đụng một cái, chân khí trong thân kiếm sao động, không khống chế được. Nói trắng ra, là lực lượng của ngươi chấn vỡ trường kiếm, tóc của hắn, chỉ là tìm vị trí cùng thời cơ cực kỳ xảo diệu mà thôi. Vì phòng ngừa học sinh mất đi tự tin, Kiếm Tần Sinh giải thích một câu, sau đó nhìn qua. Không biết ta nói có chính xác hay không? Tiền bối minh xét. Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói không sai, dù cọng tóc hội tụ chân khí, cũng không có khả năng chặt đứt thánh khí trung phẩm, sở dĩ xuất hiện loại hiệu quả này, giống như đối phương nói, mượn lực lượng của tạ sư huynh. Chân khí va chạm, tán loạn bốn phía, hung mãnh trùng kích vào, không chỉ để hắn bị thương, còn trực tiếp chấn vỡ thân kiếm. Gặp phải lực lượng phản phệ, tóc cũng không chịu nổi hóa thành cho bụi, nếu không phải chân khí của hắn tinh thuần, chảy xuôi ở trong đó, khả năng vừa rồi đã không thấy tăm hơi. Ở trong chiến đấu tìm ra vị trí thiếu hụt, dẫn động lực lượng, lấy tóc đánh tan thân kiếm, nếu như không nhìn lầm. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua, Kiếm Tần Sinh mang theo kích động cùng khó tin. Người lĩnh ngộ kiếm đạo, đã đạt tới trình độ chân giải. Cũng chỉ có đạt tới kiếm đạo chân giải, mới có thể nhìn rõ mọi việc như vậy, phán đoán kiếm khí rõ ràng, ngay cả tạ sư huynh thi triển ra tuyệt chiêu cũng không phải đối thủ. Vâng. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Nếu như không ra tay, còn có thể giấu giếm, vừa rồi thi triển ra kiếm chiêu, thực lực như đối phương lại nhìn không ra, vậy thì không cách nào nói nổi. Khoảng chừng 20 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải. Ngươi là người Trương gia. Nghe hắn xác nhận, Kiếm Tần Sinh khiếp sợ, vẫn có chút không dám tin tưởng. Cái này cần thiên phú kiếm đạo đạt tới cấp bậc gì mới có thể làm được, năm đó hắn cũng được xưng thiên tài, nhưng vì đạt tới loại cảnh giới này, cũng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Trương gia, ta thật không phải. Trương Huyền cười khổ, vì cái gì mỗi người nghe được tên hắn đều nghĩ là người Trương gia. Chẳng lẽ chỉ có Trương gia mới có thể xuất hiện thiên tài? Người bình thường không thể thiên tài sao? Không phải. Kiếm Tần Sinh sững sờ, lập tức cười như điên. Vậy thì quá tốt rồi, ha ha. Cái này. Thấy hắn hưng phấn như thế, Trương Huyền nhịn không được sững sờ. Nghe nói không phải người Trương gia, liền hưng phấn như thế. Chẳng lẽ Kiếm Tần Sinh này có thủ với Trương gia? Chương 2508, phân loại chân giải thượng. 1. Là ta thất lễ. Cười xong, Kiếm Tần Sinh khôi phục bộ dáng trước đó, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, càng xem càng thỏa mãn. Vừa rồi ngươi thi triển là Lưu Thủy Kiếm Quyết. Sửng sốt một chút, Trương Huyền lắc đầu. Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Kiếm Tần Sinh cau mày. Bộ kiếm pháp kia chính là ta vừa rồi tu luyện, là điện chủ đời thứ ba của Thánh Tử Điện kiếm Lưu Thủy sáng tạo, truyền thừa đến ta, đã không biết bao nhiêu đời, trong điện cũng có lưu truyền. Vừa rồi ngươi thi triển, bất kể kiếm ý, chiêu số đều giống nhau y hệt, làm sao có thể không phải. Bộ kiếm pháp kia, mặc dù là tổ tiên của hắn sáng tạo, lại không phải chỉ truyền cho nhất mạch của hắn, kiếm đường của Thánh Tử Điện cũng có không ít học sinh tu luyện. Vốn cho rằng, vị này coi như không phải người Trương gia. Khẳng định cũng là thông qua khảo hạch, đạt được tư cách tu luyện Lưu Thủy Kiếm Quyết, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thực lực như thế, làm sao cũng không nghĩ đến,
người ta ngay cả bộ kiếm quyết này nghe cũng không có nghe qua. Vừa rồi thi triển, là kiếm pháp ta sáng tạo, cùng kiếm quyết ngươi nói, là hai việc khác nhau. Rõ ràng đối phương nói, có thể là vừa rồi tu luyện chiêu số tất cả đều là sai kia, Trương Huyền cười lắc đầu. Loại kiếm pháp rác rưởi kia, sai không hợp thói thường như thế, thật muốn gặp gỡ, nhìn cũng không nhìn, còn học. Làm sao có thể? Sáng tạo. Kiếm Tần Sinh sửng sốt, con mắt trợn tròn. Đó là kiếm pháp ngươi sáng lập ra. Trương Huyền gật đầu. Nơi này là Thánh Tử Điện, cơ quan đỉnh phong nhất của đại lục, nếu như lại nói Dương Huyền, một khi tổng bộ danh sư đường thẩm tra không có người này, phiền phức càng nhiều, còn không bằng nói mình sáng tạo. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đã được cho là kiếm đạo đại tông sư, sáng chế mấy bộ kiếm pháp không tính là gì. Cái này, Kiếm Tần Sinh vẫn còn có chút khó tin. Có thể thi triển lại bộ kiếm pháp ngươi sáng lập ra kia hay không? Được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngón tay bóp một cái, một đạo kiếm khí từ trong đầu ngón tay bắn ra, cổ tay rung lên, từng đạo hàn mang lóe lên ở trên không trung, tựa như muốn đâm rách không khí. Chiêu kiếm của hắn rất đơn giản, thoạt nhìn không có bất kỳ hoa chiêu gì, lại mang theo sắc bén để cho người ta khó mà tránh né, như chỉ cần gặp gỡ, sẽ bị đánh trúng. Tốc độ của kiếm chiêu giống như vừa rồi, rất chậm, lại xen lẫn đại thế làm cho không người nào có thể kháng cự. Kháng cự kiếm pháp, tựa như là chống cự thiên đạo. Quả nhiên không phải lưu thủy kiếm quyết. Kiếm Tần Sinh lẩm bẩm, có chút kinh hồn bạt vía. Còn tưởng rằng đối phương tu luyện kiếm pháp của tổ tiên, hiện tại xem ra, hai loại kiếm quyết ý cảnh hoàn toàn khác biệt, căn bản không thuộc về một truyền thừa. Hơn nữa kiếm pháp của đối phương, mặc dù chỉ có một chiêu, lại bao hàm vô số biến hóa, so với lưu thủy kiếm quyết của tổ tiên càng thêm tinh diệu. Chỉ là uy lực kém không ít, hẳn chỉ là kiếm pháp đẳng cấp thấp, không cao hơn thánh vực trung phẩm. Trương sư có khả năng sáng chế kiếm chiêu cường đại như thế, bản thân càng đạt đến tình trạng chân giải, hẳn không phải tới học tập A. Tâm cảnh xoay một cái, dứt bỏ cảm xúc thất lạc, Kiếm Tần Sinh lần nữa nhìn qua. Có khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải đã là một phương đại tông sư, càng sáng chế kiếm pháp như vậy, so với mình cũng không thua bao nhiêu, muốn nói tới học tập, rất khó để cho người ta tin tưởng. Ta tới nơi này quả thực là có chuyện muốn nhờ, nghe nói tiền bối siêu tầm rất nhiều bí tịch kiếm pháp. Có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Trương Huyền nói ra mục đích đến. Đọc sách, cũng không phải không được, chỉ bất quá. Kiếm Tần Sinh trần chờ một chút. Kiếm đồ thư các của ta là năm đó lưu thủy tổ tiên xây dựng, trong đó ẩn hàm kiếm ý của tổ tiên, chỉ có đạt được công nhận, mới có thể đi vào. Những năm này ta thu đồ cũng là dùng cái này làm tiêu chuẩn, mục đích đúng là muốn đệ tử thuận lợi đi vào kiếm các học tập. Đạt được kiếm ý công nhận. Trương Huyền nhíu mày. Trước đó Thủy Thiên Nhu cũng đã nói một lần. Vốn cho rằng là quy củ của vị Kiếm Tần Sinh này định, thì ra cũng không phải như vậy. Phải, thực lực của tổ tiên vượt xa ta, đạt đến đại lục đỉnh phong nhất, hắn lưu lại kiếm ý huy hoàng mạnh mẽ, xem như ta cũng không cách nào phá hư quy tắc. Kiếm Tần Sinh cười khổ. Người người đều nói hắn cứng nhắc, có kiếm pháp cao minh nhưng không thể phát dương quang đại, mới rơi vào kết quả như vậy, thật ra thì chỉ có chính hắn biết, những quy củ này đều là tổ tiên quyết định. Với tư cách hậu bối, căn bản không có cách nào sửa đổi. Muốn vào kiếm đồ thư các đọc sách, hoặc là có điện chủ lệnh, hoặc được kiếm ý công nhận, ngoài ra không có loại phương pháp thứ ba. Nếu như người thật muốn đi, không ngại kiểm tra một chút, có lẽ có thể đạt được công nhận, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Kiểm tra. Trầm tư một lát, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Được. Tuy hắn có điện chủ lệnh, nhưng thực lực chân chính chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cấp bậc danh sư cũng chỉ tới thất tinh. Cái nào cũng không phù hợp điều kiện phá giải phong ấn. Lúc này lấy ra mà nói, bị người phát hiện, phiền phức vô cùng lớn, không phù hợp tính cách khiêm tốn của hắn. Còn không bằng trực tiếp kiểm tra một chút, có lẽ nhờ vào thiên đạo công pháp và thiên đạo kiếm pháp đặc thù, có khả năng tùy tiện thông qua. Đi theo ta. Thấy hắn đồng ý, Kiếm Tần Sinh nhẹ gật đầu. Chương 2509, phân loại chân giải thượng. 2. Vị trước mắt này. Đã không phải người Trương gia, lại có thiên phú như vậy, chỉ đọc sách mà nói, vẫn là rất tình nguyện giúp một tay, chỉ tiếc quy củ không thể phá, cũng không có phương pháp. Trương Huyền theo sát phía sau, mấy người Thủy Thiên Nhu, Tạ Sư Huynh cũng theo sau. Bọn họ có khả năng ở đây, nói rõ đều thông qua khảo hạch, lúc này cũng muốn nhìn vị cao thủ kiếm đạo trước mắt kia, có thể giống như bọn họ hay không. Thời gian không dài, đi tới một gian phòng rộng lớn, trên vách tường có một chữ kiếm to lớn,
ngân câu thiết họa, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Có chút tương tự ở kiếm trì, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa ý cảnh khác biệt. Trên vách tường, cũng điêu khắc đầy đủ loại chú thích, xem xét liền biết niên đại xa xưa, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, hẳn là lịch đại tiền bối lưu lại tâm đắc cùng kinh nghiệm. Chữ này là lưu thủy tổ tiên lưu lại, chỉ cần có thể đi vào trong vòng 5 mét, không bị công kích đã nói lên đạt được công nhận. Kiếm Tần Sinh giới thiệu nói. Trương Huyền gật đầu. Tu luyện kiếm ý tới cao thâm, có khả năng tự động hộ chủ, chữ trên tường ẩn chứa ý niệm cả đời của kiếm lưu thủy, uy lực đương nhiên bất phàm, nếu như tu luyện lý niệm trái ngược hắn, sẽ bị trực tiếp công kích. Cũng không phải là không cho phép chiêu số khác tồn tại, mà là kiếm ý bảo vệ bản thân. Ta thử một chút. Biết muốn đi đọc sách, chỉ có thể nghĩ biện pháp tới gần, hít sâu một hơi, không nói thêm lời, Trương Huyền nhấc chân chậm rãi đi tới. Trước mắt kiểu chữ to lớn, như một mặt trời, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm, ngay cả nguyên thần cũng có loại cảm giác cháy bỏng. Chẳng lẽ kiếm ý ta tu luyện thật không phù hợp? Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ còn chưa tới gần, liền cảm thấy áp lực nồng đậm, trong lòng đã xác nhận. Vậy thì phiền toái. Hắn cũng không muốn len lén lẻn vào thư khố của đối phương trộm sách. Không nói trước có loại thực lực này hay không, cho dù có, ở Thánh Tử Điện cũng không dám tùy ý làm như thế. Dù sao thật muốn làm như vậy, về sau thân phận điện chủ công khai, sẽ trở nên hết sức khó xử. Ai, danh lợi hại chết người, làm điện chủ, cũng không vui vẻ như vậy. Vẫn là thời điểm lúc trước nghèo sơ sát, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó, không bị gò bó. Thật hy vọng chỉ là học sinh bình thường, có thể muốn làm gì thì làm. Trong lòng cảm khái, dưới chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, càng đi, cảm thấy áp lực càng lớn. Hình như trên đầu có một thanh trường kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống. Kiếm ý trong cơ thể mình cảm thấy loại uy hiếp này, dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh đón lên, chống lại. Hắn có thể thông qua ư? Thấy thanh niên từng bước một tiến về phía trước, Thủy Thiên Nhu tràn đầy lo lắng. Chỉ sợ rất khó. Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Thông qua quan sát, hắn đã nhìn ra, đối phương có con đường của mình, cùng lưu thủy kiếm quyết của tổ tiên hoàn toàn khác biệt. Muốn có được công nhận, khả năng không lớn. Ô ô ô, đang khi nói chuyện, quả nhiên thấy trên vách tường nhẹ nhàng chấn động, một đạo kiếm khí huy hoàng thẳng tắp bổ xuống Trương Huyền. Ai? Biết không đạt được công nhận, lắc đầu, Kiếm Tần Sinh đưa tay về phía trước. Lực lượng khổng lồ từ đầu ngón tay bắn ra, ngăn cản kiếm khí trở về. Lui về đi. Biết ra kết quả, Trương Huyền đành phải lắc đầu, lui về bên người mọi người. Xem ra là không được công nhận, kiếm đồ thư các, chỉ sợ không thể mở ra cho ngươi. Kiếm Tần Sinh tràn đầy áy náy. Trương Huyền bất đắc dĩ, vốn cho rằng thiên đạo kiếm pháp có khả năng dung hợp, hiện tại xem ra, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Không biết có biện pháp nào có thể được công nhận không? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Mặc dù kiếm đạo chỉ có một, nhưng mà chân giải lại có rất nhiều, tổ tiên lĩnh ngộ là một loại, vị gia chủ kia của Trương gia. Là một loại khác, năm đó kiếm lão nhân cũng là một loại. Chân giải khác biệt, lẫn nhau bài xích, trừ lĩnh ngộ chân giải khác, còn có thể lĩnh ngộ của lưu thủy tổ tiên, hơn nữa cũng đạt tới tình trạng chân giải, cùng kiếm ý trong cơ thể ngươi ngang hàng, nếu không, tuyệt đối không thể. Kiếm Tần Sinh cười khổ. Trăm sông cuối cùng sẽ đổ về biển, nếu như kiếm đạo, nếu như nói kiếm đạo là biển, như vậy chân giải chính là sông, phương hướng xác định, sông tất nhiên có rất nhiều. Thật giống như đề mục. Có rất nhiều loại giải pháp, cuối cùng đều có thể thu hoạch được đáp án giống như chân giải khác biệt, lực lượng khác biệt, có chút thậm chí hoàn toàn trái lại, làm sao có thể đạt được công nhận. Người ý tứ là, chỉ cần tu luyện kiếm ý trên chữ kiếm kia, hơn nữa đạt tới chân giải, liền có thể đạt được công nhận. Trương Huyền nhìn qua. Không sai. Kiếm Tần Sinh gật đầu. Bất quá, loại sự tình này, nghĩ cùng đừng nghĩ, một loại kiếm đạo chân giải. Tiêu hao tinh lực một đời cũng khó mà làm được, loại thứ hai. Tuyệt đối không thể, Thánh Tử Điện, vô số thiên tài kiếm thuật, chưa từng có người thành công, vẫn là đừng nghĩ. Thật khó như vậy. Trương Huyền hơi nghi hoặc, lập tức nhìn về phía chữ kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy, độ khó bao lớn, không thể tưởng tượng. Ta xem qua một chút thư tịch liên quan tới tổ tiên, nghe nói sau khi lưu thủy tổ tiên lĩnh ngộ loại kiếm ý này. Từng ý định học tập cái khác, kết quả suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Kiếm Tần Sinh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, đang định nói tiếng xin lỗi,
để hắn rời khỏi, liền nghe nổ vang dồn dập. Một cỗ kiếm ý thẳng tắp từ mi tâm đối phương phun ra, chữ kiếm ở phía trước giống như cảm nhận được cái gì, hưng phấn rung động, phòng ốc xuất hiện thanh âm kẹt kẹt. Kiếm đạo chân giải của tổ tiên. Con người của kiếm tần sinh co rụt lại. Chương 2510, phân loại chân giải hạ. 1. Tổ tiên lĩnh ngộ chân giải, hắn từ nhỏ liền tiếp xúc, biết rất rõ ràng, tựa như nước chảy liên miên không ngớt, đối phương lĩnh ngộ, mang theo đại thế, không thể ngăn cản. Rõ ràng hoàn toàn bất tương dung, làm sao thời gian nháy mắt, trong cơ thể đối phương sinh ra kiếm ý giống như tổ tiên. Hơn nữa, nhanh chóng kéo lên, cảm giác đang đột phá chân giải. Ong ong ong, đang tại khó hiểu, bội kiếm, trường kiếm trong tay các đệ tử ở bốn phía, không ngừng run rẩy, đồng loạt nổ vang, bay ra vỏ kiếm, nằm dạp trên mặt đất. Đột phá chân giải, thân thể nhoáng một cái, yết hầu của kiếm tần sinh phát khô. Dưới tình huống bình thường, lĩnh ngộ chân giải sẽ được thiên địa chúc phúc, trong nháy mắt, chỉ cần trường kiếm cấp bậc không cao hơn mình, đều sẽ tại chỗ thần phục, không có lực lượng phản kháng. Vị trước mắt này, trước đó liền lĩnh ngộ chân giải, hiện tại lại đột phá, chẳng lẽ lĩnh ngộ hai loại chân giải khác biệt? Một loại chân giải, liền có thể vây khốn vô số người, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể thành công, tên này mới 20 tuổi, liên tục lĩnh ngộ hai loại. Mấu chốt nhất là, mới vừa nói không có khả năng lĩnh ngộ cái khác, đối phương đã đột phá. Có cần đánh mặt nhanh như vậy hay không? Bờ môi run rẩy, khuôn mặt hơi trắng bệch, kiếm tần sinh cảm thấy trước đó nhận thức toàn bộ thế giới, đều sụp đổ. 3 tuổi luyện kiếm, 17 tuổi lĩnh ngộ hạ kiếm tâm, 46 tuổi lĩnh ngộ thượng kiếm tâm, 63 tuổi lĩnh ngộ chân giải. Nhân sinh của hắn như là bật hách, ở trước mặt đối phương, trắng xám như giấy, một chút tâm tư so sánh cũng sinh không nổi. Chân giải giống như lão sư. Thân thể mềm mại của Thủy Thiên Nhu cũng run rẩy. Dường như trước khi đối phương đến, ngay cả lão sư lĩnh ngộ chân giải là cái gì cũng không biết, bây giờ nói đột phá đã đột phá. Nàng ở môn hạ tu luyện nhiều năm, cũng chỉ học ra lông, đối phương tán gẫu cũng có thể đột phá. Cả người bị đả kích nói không ra lời. Hô! Không biết đám người khiếp sợ, khí tức trên người Trương Huyền thu lại, mở mắt. Lần này lại không có do dự. Nhanh chân đi đi đến chữ kiếm, đi tới trước mặt, ngón tay tới một cái, toàn bộ kiểu chữ tựa như nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay ra. Được rồi, tiền bối. Ta như vậy xem như đạt được công nhận chứ. Quay đầu nhìn về phía kiếm tần sinh cách đó không xa, Trương Huyền mỉm cười. Cái này, công nhận. Khóe miệng giật một cái, kiếm tần sinh liền vội vàng gật đầu. Ngay cả tổ tiên cũng công nhận, hận không thể chạy theo. Làm sao có thể không thông qua. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nghe kiếm tần sinh nói, còn có thể lĩnh ngộ loại kiếm đạo chân giải thứ hai, liền thu rất nhiều nội dung của chữ kiếm vào trong óc. Không thể không nói, có thể ở đây lưu lại chữ, hầu như đều đạt đến tình trạng chân giải, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lời nói lại sâu sắc, siêu tập xong, để hắn nhẹ nhõm ngưng tụ ra thiên đạo công pháp. Có kinh nghiệm lần đầu tiên đột phá chân giải, lần thứ hai thì càng dễ dàng, lúc này mới nhanh như vậy. Kiếm đồ thư các ngay ở chỗ này, hiện tại ta liền mở ra. Đi tới góc tường, kiếm tần sinh nhẹ nhàng đẩy một cái, bức tường trước mắt chậm rãi tách ra, sau đó một cánh cửa xuất hiện. Đa tạ, ta hơi nghi hoặc một chút, cần tìm rất nhiều thư tịch nghiệm chứng, xem xong liền ra. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền giải thích một câu, nhấc chân đi vào. Không thể không nói, kiếm đồ thư các này bí tịch liên quan tới kiếm pháp quả thực không ít, hẳn là siêu tập không biết bao nhiêu năm. Mới hội tụ ra quy mô như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn chung quanh, chỗ con mắt đến, thư tịch nhìn thấy toàn bộ phục chế vào thư viện, từng dãy, từng nhóm, thật chỉnh tề. Một bên tiến lên, một bên siêu tập. Lưu Thủy Kiếm Quyết. Chỉ chốc lát, đột nhiên dừng bước. Trên giá sách tận cùng, lại có bí tịch Lưu Thủy Kiếm Quyết. Suy nghĩ một chút liền hiểu được, đây là Thánh Tử Điện, càng là nhất mạch truyền thừa, có khả năng đến, đều là được công nhận, thông qua khảo hạch. Bí tịch trọng yếu nhất được trưng bày ở đây là rất bình thường. Thu vào trong óc, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Thủy Kiếm Quyết, kiếm ý như nước chảy, kéo dài không dứt, kiếm khí rậm rạp, phòng ngự vô địch, do điện chủ đời thứ ba của Thánh Tử Điện. Kiếm Lưu Thủy sáng tạo, thuộc về một loại trong kiếm đạo chân giải. Thiếu sót, thiếu hụt cũng đủ nhiều. Trương Huyền lắc đầu. Không thể không nói, bộ Lưu Thủy Kiếm Quyết này quả thực rất mạnh, có chút tương tự thiên đạo kiếm pháp. Nhưng cấp bậc cao hơn, uy lực càng lớn.
Hiện tại thiên đạo kiếm pháp của hắn chỉ tiến tới thánh vực trung phẩm, cùng cấp bậc, uy lực rất mạnh, nhưng so sánh với võ kỹ thượng phẩm vẫn kém không ít. Lưu thủy kiếm quyết thiếu hụt không ít, cấp bậc lại vượt qua thánh vực trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, có khả năng học mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối bạo tăng. Thật giống như nỏ hộ thành cùng cung tên, cả hai nguyên lý giống nhau, người sau thậm chí thêm vào cơ quan, nhưng muốn nói uy lực, cái trước mạnh mẽ hơn quá nhiều, không thể so sánh nổi. Bộ kiếm pháp kia, đối với lực khống chế yêu cầu cực cao. Lưu thủy kiếm quyết, kiếm khí tựa như nước chảy. Yêu cầu này, kiếm ý cực kỳ tinh tế, chủ yếu là nhãn lực vượt xa người thường, không phải minh lý chi nhãn, muốn tu luyện tới đại thành, hầu như không có khả năng. Chương 2511, phân loại chân giải hạ. 2. Khó trách Thủy Thiên Nhu nói, trừ vị điện chủ kia, bộ kiếm pháp này hậu nhân không có người thành công, chỉ sợ không phải không cố gắng, thiên phú không đủ, mà là nhãn lực không được. Có thể trở thành thánh tử điện điện chủ, cũng giống như mình, nắm giữ minh lý chi nhãn, bởi vậy vị kiếm Lưu Thủy điện chủ này mới có thể sáng chế kiếm chiêu lợi hại như thế. Đáng tiếc, hậu thế rất nhiều điện chủ, phần lớn đều không am hiểu dùng kiếm, bộ kiếm pháp kia liền mai một, tương đương với cắt đứt truyền thừa. Kiếm Tần Sinh làm hậu bối, mặc dù học, nhưng không có minh lý chi nhãn chống đỡ, cái gọi là Lưu Thủy kiếm quyết, cũng thô bỉ kinh khủng, khó trách không cách nào phát dương quang đại. Nhìn một chút có thể gom góp thiên đạo công pháp, sau đó học tập hay không. Hắn có minh lý chi nhãn, vừa vặn thích hợp, cũng có thể thử một chút. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không do dự, tiếp tục xem, hơn 10 phút sau, cả phòng hơn 10 vạn quyển bí tịch liên quan tới kiếm pháp, toàn bộ đi vào trong óc. Thử trước một chút, có thể gom góp phương pháp tu luyện linh hư tam kiếm hay không? Chính xác, lấy công pháp linh hư tam kiếm ra, cùng rất nhiều thư tịch đặt chung một chỗ, tinh thần của Trương Huyền khẽ động. Mục đích tới chủ yếu là cái này, thử trước một chút lại nói. Dầm, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt, vội vàng mở ra, Trương Huyền lập tức nhíu mày. Chỉ bổ sung một chiêu. Linh hư tam kiếm, ẩn chứa ba chiêu kiếm pháp, theo thứ tự là, một kiếm phá hải, một kiếm ba đảo cùng một kiếm lăng thiên. Ba chiêu này, một chiêu lợi hại hơn một chiêu, hiện tại mặc dù chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng nếu có thể thi triển ra một kiếm lăng thiên, đừng nói lĩnh vực cảnh đỉnh phong, coi như thánh vực thất trọng sơ kỳ, cũng có thể chiến một trận. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó kiếm lão nhân mới có thể ngang dọc vạn quốc liên minh, không ai cản nổi. Kiếm đồ thư các này, chừng hơn 10 vạn cuốn bí tịch liên quan tới kiếm pháp, vốn cho rằng thu sạch ghi chép, có thể bổ sung hoàn chỉnh toàn bộ, để cho hắn từ từ tu luyện, làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ bổ sung chiêu thứ nhất. Bất quá cũng rất khủng bố, linh hư tam kiếm là kiếm trận, chỉ là chiêu thứ nhất phá hải, liền có 360 chỗ thiếu hụt, không có nhiều thư tịch như vậy, muốn bổ sung hoàn chỉnh, còn không biết năm nào tháng nào. Một kiếm ba đào cùng một kiếm lăng thiên, mặc dù không hoàn chỉnh, thiếu hụt cũng giảm mạnh. Cộng lại không đủ 10 chỗ, về sau lại muốn bổ sung sẽ đơn giản. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn lại hai kiếm, mặc dù còn không thể tu luyện, nhưng thiếu hụt rõ ràng ít đi, về sau muốn kiếm ra cấp bậc thiên đạo, liền sẽ đơn giản hơn không ít. Chân giải quả nhiên có phần loại, kiếm Lưu Thủy Điện chủ lĩnh ngộ, là kiếm phòng ngự, như nước chảy, liên miên không ngớt, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không đứt gãy. Mà kiếm lão nhân lĩnh ngộ là tiến công, sát phạt quả quyết, một kiếm đâm ra, như là trận đồ, không ai cản nổi. Vô số kiến thức chảy xuôi, cũng rõ ràng rất nhiều. Kiếm Tần Sinh nói không sai, chân giải chia làm rất nhiều loại, Lưu Thủy kiếm quyết, là phòng ngự trong kiếm pháp, mà Linh Hư Tam kiếm là công phạt, hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, trừ phòng ngự, tiến công, hẳn là còn có linh mẫn, tốc độ. Những nội dung này, là kiếm Lưu Thủy lưu lại giới thiệu, bởi vì sách nơi này thực sự quá nhiều, nếu không phải thu vào thư viện, căn bản không phát hiện được. Khả năng Kiếm Tần Sinh cũng không tìm được, cho nên chỉ biết phân loại chân giải. Nhưng không biết chia làm loại nào. Thử Lưu Thủy kiếm quyết một chút. Thử xong Linh Hư kiếm, tinh thần Trương Huyền khẽ động, bí tịch liên quan tới loại kiếm pháp phòng ngự, toàn bộ tập hợp chung một chỗ. Phần phật, một bản thư tịch mới xuất hiện, ngón tay điểm qua, kiến thức chảy vào thức hải. Có thể tu luyện. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Kiếm đồ thư các này, kiếm đạo bí pháp liên quan tới loại hình tiến công không nhiều, nhưng liên quan tới phòng ngự, lại như biển khói, để Lưu Thủy kiếm quyết ngưng tụ ra thiên đạo công pháp cực kỳ đơn giản. Xem ra rất nhiều tổ tiên của Kiếm Tần Sinh, tu luyện đều là kiếm pháp phòng ngự, bởi vậy đối với phương diện này chăm chỉ khá nhiều.
trước luyện cái này. Có công pháp, Trương Huyền lười nhác tiếp tục chạy loạn, ở trong thư các tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu học tập. Lưu Thủy Kiếm Quyết, tên như ý nghĩa, là tu luyện kiếm pháp tới như nước chảy, triền triền miên miên, vĩnh viễn không cắt đứt. Một khi luyện thành, phòng ngự có thể xưng vô địch, còn đáng sợ hơn lĩnh vực. Thiên đạo công pháp chảy xuôi ở trong đầu, tinh thần của Trương Huyền càng ngày càng tập trung, chân khí trong cơ thể nương theo ý niệm, hình thành từng chuôi tiểu kiếm, ở bốn phía thân thể xuyên tới xuyên lui. Chân khí hóa kiếm, hắn đã sớm có khả năng làm được, Lưu Thủy Kiếm Quyết khó khăn nhất, là chuyển hóa những chân khí này thành kiếm ý phòng ngự, kín không kẽ hở. Nắm giữ thiên đạo công pháp, lại có minh lý chi nhãn, một canh giờ sau, phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền đứng dậy. Sau một phen khổ tu, Lưu Thủy Kiếm Quyết thiên đạo cấp đã đạt đến đại thành. Nơi này đâu đâu cũng có sách, không cách nào thí nghiệm, bất quá. Thông qua tu luyện, biết uy lực, một khi thi triển, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, muốn phá vỡ phòng ngự cũng làm không được. Thậm chí, thánh vực thất trọng sơ kỳ, muốn làm tổn thương ta cũng rất khó. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Hiện tại hắn kém nhất là phòng ngự, bị anh vợ một quyền đánh hộc máu, có thể thấy được thiếu hụt. Hiện tại, có bộ kiếm pháp kia, Lạc Huyền Thanh lại tới, cho dù không địch lại, nhưng chí ít sẽ không một quyền liền bị thương. Hơn nữa, nương theo thực lực tăng thêm, lực phòng ngự sẽ càng ngày càng mạnh, thủ đoạn bảo mệnh cũng tăng cao. Chương 2512, là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật 1. Tiếp tục, cảm thụ kiếm ý có khả năng thi triển ra uy lực, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện nhất kiếm phá hải trong linh hư tam kiếm. Chiêu kiếm pháp này, cần 108 chuôi kiếm tới phối hợp, đi kiếm chỉ một chuyến, thần phục thánh khí trung phẩm, số lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể thi triển đi ra. Trong đầu không ngừng thôi diễn, mỗi một chuôi kiếm, mỗi một chiêu kiếm pháp đều chảy xuôi ở trong óc, cẩn thận phân tích, không chút sai lầm. Đồng dạng một canh giờ, Trương Huyền đứng dậy, trải qua cố gắng, nhất kiếm phá hải cũng hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên hai bộ kiếm pháp này, đều chỉ là ở trong óc thôi diễn. Trên thực tế không có thi triển qua, uy lực cũng chỉ là suy đoán. Nhất kiếm phá hải, kiếm khí như biển, không cần linh hư kiếm cùng rất nhiều vũ khí, chỉ bằng vào kiếm khí bản thân, liền có thể cùng lĩnh vực cảnh hậu kỳ chiến một trận, dùng hết toàn lực mà nói, cường giả đỉnh phong cũng có thể chém giết. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Không hổ là chân giải chủ tu tiến công, quả thật cường đại đến đáng sợ. Không dùng binh khí, liền có thể đánh bại lĩnh vực cảnh hậu kỳ, thật muốn sử dụng. Chỉ sợ thánh vực thất trọng sơ kỳ cũng không phải đối thủ, có thể nhẹ nhõm ngược sát. Có loại thực lực này, coi như tân sinh của thánh tử điện cao thủ nhiều như mây, cũng coi như có năng lực tự vệ. Hoàn thành tu luyện hai bộ kiếm pháp đỉnh tiêm, Trương Huyền thở ra một hơi, cố nén hưng phấn trong lòng. Có loại năng lực này, lại đi xông thông đạo chữ giáp, hẳn là hết sức dễ dàng. Ra ngoài đi, thấy thời gian không còn sớm, Trương Huyền đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ thấy Kiếm Tần Sinh vẫn đứng trong đại sảnh, đám người Thủy Thiên Nhu, Tạ Sư Huynh, đang khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm chữ kiếm trên vách tường, từng cái nhăn mày, tựa hồ khổ sở suy nghĩ. Trương Sư, người đi ra. Kiếm Tần Sinh mỉm cười. Mặc dù gia hỏa trước mắt chỉ là tân sinh, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, địa vị ở trong lòng hắn đã cân bằng, không còn giọng đối đãi vãn bối như trước đó. Bọn họ đây là... Trương Huyền nghi ngờ. À... Bọn họ thấy ngươi nhìn một hồi, liền lĩnh ngộ chân giải, nhận khích lệ lớn, muốn ở chỗ này quan sát học tập, tranh thủ cũng có thể giống như ngươi, nhất phi trùng thiên. Cười giải thích, trong mắt Kiếm Tần Sinh tràn đầy vui mừng. Trước kia, để đám tiểu gia hỏa này học tập, bọn họ đều cảm thấy một chữ kiếm, có gì đáng quan sát. Hiện tại bị kích thích, cố gắng tu luyện, để hắn hết sức hài lòng. Nhận khích lệ lớn. Trương Huyền trợn tròn mắt. Sở dĩ hắn đột phá. Là bởi vì siêu tập thiên đạo công pháp, ở đây đơn thuần nhìn, có thể đột phá. Thật sự là gặp quỷ. Bất quá, đây đều là học sinh của đối phương, hắn một ngoại nhân không tiện xen vào, suy nghĩ một chút vẫn nhìn xuống, mỉm cười. Các ngươi chơi đi, tu luyện vui vẻ là được rồi. Vừa rồi đọc sách, có thu hoạch được gì không? Không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, còn tưởng rằng trường kỳ quan sát, quả thực có thể tạo được tác dụng tăng thêm, cười cười, Kiếm Tần Sinh nhìn qua. Cảm tạ tiền bối để cho ta đọc sách, thu hoạch không nhỏ. Trương Huyền khom người đa tạ. Nếu như không có những sách này, không có khả năng học được Lưu Thủy Kiếm Quyết, hơn nữa tu luyện tới thiên đạo cấp. Cũng không có khả năng học được thức thứ nhất của Linh Hư Tam Kiếm,
từ đó để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ồ, nghe hắn nói như vậy, ánh mắt của Kiếm Tần Sinh sáng lên. Đã như vậy, có ngại cùng lão phu so chiêu một chút hay không? Để cho ta nhìn một chút, kiếm đạo tông sư duy nhất lĩnh ngộ hai loại chân giải có thể sử dụng kiếm pháp đến tình trạng xuất thần nhập hóa như thế nào không? Có thể được tiền bối chỉ điểm là vinh hạnh của ta. Con mắt của Trương Huyền lập tức sáng lên. Mới vừa tu luyện qua hai bộ kiếm pháp, còn không có thực tế vận dụng, vị này là kiếm đạo đại tông sư, mượn hắn thử chiêu, đối với kiếm đạo của mình tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Tốt, vậy đừng quấy rầy bọn họ tu luyện, chúng ta đi nơi khác. Kiếm Tần Sinh vuốt râu cười nói. Trương Huyền gật đầu. Đám người Thủy Thiên Nhu đang tu luyện, mặc dù hắn thấy, chỉ bằng vào nhìn chữ liền muốn triệt để lĩnh ngộ chân giải khả năng hầu như là không, nhưng đối với kiếm pháp có tăng tiến là rất dễ dàng làm được. Trường kỳ quan sát thật có ích vô hại, nên không cần thiết nhiều lời. Đi theo sau lưng Kiếm Tần Sinh, thời gian không dài, đi tới một gian phòng, hẳn là luyện võ trường chuyên dụng, bốn phía bố trí lý phong ấn vững chắc. Những phong ấn này đều đạt đến cấp 8, xem như thực lực của hắn bây giờ, muốn toàn lực phá vỡ cũng cần tiêu tốn công phu rất lớn. Ở nơi này đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Kiếm Tần Sinh đi tới chính giữa, ngón trỏ, ngón giữa dựng thẳng lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Tiền bối không đè thấp tu vi. Nhìn thấy động tác của hắn, Trương Huyền sững sờ. Thực lực của đối phương chí ít đạt đến thánh vực bát trọng, mình chỉ là ngũ trọng sơ kỳ, chênh lệch thực sự quá lớn. Không đè thấp tu vi, làm sao đánh? Đè thấp tu vi, ta sợ bộ xương già này không kiên trì được một chiêu, liền bị ngươi miểu sát. Kiếm Tần Sinh cười khổ nói. Vừa rồi tình cảnh vị trước mắt này cùng đồ đệ hắn giao đấu, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, nếu như áp chế thành cấp bậc giống nhau, cũng không dám xác nhận có khả năng vượt qua đối phương. Chương 2513, là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật 2. Trương Huyền này mặc kệ lý giải kiếm đạo, hay lý giải chiến đấu đều đạt đến tình trạng khó tin, cùng cấp bậc có thể xưng vô địch. Những năm này gặp qua vô số thiên tài, nhưng có thể đạt tới thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu công chúa Lạc Gia mà thôi. Nhưng, thực lực của ngươi ta cũng không cách nào chống lại. Trương Huyền cau mày. Thực lực của hắn trong lòng rất rõ ràng, vị trước mắt này, không chỉ thánh vực bát trọng, càng là kiếm đạo đại tông sư, không áp chế tu vi tới đối chiến, chỉ có bị đối phương ngược. Như vậy đi. Ta không áp chế tu vi, nhưng sẽ khống chế lực lượng ở khoảng 1%. Loại thực lực này đại khái tương đương thánh vực thất trọng sơ kỳ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Mặt khác, không đè thấp tu vi, ngươi có thể không cần lo lắng, thỏa thích thi triển lực lượng, có thể biểu hiện ra tu vi chân chính tốt hơn, ta cũng nhìn càng thêm triệt để. Kiếm Tần Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tốt. Nghe hắn nói như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hưng phấn không hiểu. Nói thật, còn không có cùng thánh vực bát trọng đối chiến qua, có cơ hội phỏng đoán lực lượng của bọn hắn, đối với mình sau này phát triển tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Ta bắt đầu. Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hàn mang nổ tung, để lộ ra hàn ý. Linh hư kiếm. Chuôi kiếm này uy lực quá mức mạnh mẽ, từ khi đạt được, một mực không có sử dụng qua, sợ sử dụng, đối thủ chống lại không được. Hiện tại vị kiếm đạo đại tông sư này không áp chế tu vi, không có cố kỵ nào nữa. Ầm ầm, trường kiếm xuất hiện, kiếm khí răng khắp nơi, lực lượng hùng hồn theo kiếm mang bắn ra, như không gian cũng bị ngưng kết. Đây là thánh khí thượng phẩm đỉnh phong. Khóe miệng giật một cái, con ngươi của Kiếm Tần Sinh thu hẹp. Thánh khí thượng phẩm, coi như ở thánh tử điện cũng ít thấy, một học viên tán tu, tiện tay lấy ra, để hắn khó mà tin được. Loại thánh khí cấp bậc này, đơn thuần lực lượng liền vượt qua thánh vực thất trọng, coi như kém hắn, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Khụ khụ, chuôi kiếm này uy lực quá lớn, nếu như sử dụng tương đương với dựa vào lực lượng của kiếm, như vậy đi, ta có một chuôi, đưa cái ngươi sử dụng. Kiếm Tần Sinh đỏ mặt, đưa tới một thanh trường kiếm. Cũng tốt. Suy nghĩ một chút, uy lực của chuôi kiếm này thực sự quá lớn, dùng để đối địch quả thực không công bằng, nhận lấy trường kiếm, Trương Huyền gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần, một tiếng sắc nhọn kêu khẽ, trường kiếm thần phục. Thấy hắn nhanh chóng luyện hóa như thế, khóe miệng của Kiếm Tần Sinh giật một cái. Không hổ là siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ hai loại chân giải, thuần phục trường kiếm cũng nhanh hơn người khác nhiều. Là thánh khí trung phẩm. Trường kiếm nơi tay, cảm thụ một lần, Trương Huyền âm thầm gật đầu, đang muốn động thủ,
đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lần nữa nhìn lại. Đúng rồi, ý tứ của tiền bối là cùng ngươi đối chiến, chỉ cần trường kiếm không cao hơn thánh vực trung phẩm đều có thể sử dụng đúng không? Đương nhiên, Kiếm Tần Sinh nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ, có khả năng hoàn toàn điều khiển thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm quá mức mạnh mẽ, một khi sử dụng, cũng không phải lấy ngươi làm chủ đạo. Thánh khí thượng phẩm bình thường nhất, đều có sức chiến đấu của thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, vị trước mắt này, chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ, sử dụng vũ khí sức chiến đấu mạnh hơn, không những không thể phát huy ra thực lực của mình, còn có thể để vũ khí mang đi sai đường. Cuối cùng lấy vũ khí làm chủ đạo. Thật giống như lúc trước Kim Nguyên Đỉnh cùng người chiến đấu, trên cơ bản đều là đặt mông ngồi xuống, không có bất kỳ chiêu số gì đáng nói. Vậy là tốt rồi. Nghe đối phương nói, chỉ cần không cao hơn thánh khí trung phẩm, đều có thể sử dụng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Nhất kiếm phá hải, từ khi luyện thành, còn không có sử dụng qua, vừa vặn có thể dùng đối phương luyện tập. Dù sao thực lực đối phương cao cường, sẽ không thụ thương. Nghĩ đến cái này. Trường kiếm trong tay lắc một cái, vẽ ra một đạo kiếm hoa, kiếm khí huy hoàng lập tức phun ra ngoài, thẳng tắp đâm tới trước mắt. Kiếm pháp không tệ. Thấy Trương Huyền đâm tới, Kiếm Tần Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngón tay liên tục điểm tới trên không trung, trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí như nước chảy, ở trước người tạo thành một bình chướng to lớn. Lưu Thủy Kiếm Quyết. Giống như hắn nói, chỉ dùng 1% lực lượng. Bất quá dù vậy cũng rất đáng sợ. Toàn bộ bình chướng kiếm khí lượn lờ, kín không kẽ hở, tựa như một lĩnh vực to lớn không thể phá hư. Đinh 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 đinh, kiếm phong gào thét, từng đạo kiếm khí không ngừng phóng tới, rơi vào trên màn ánh sáng, sao động ra từng cơn sóng gợn, trận pháp cả phòng ở dưới công kích đung đưa kịch liệt, mặt đất xuất hiện vết rách. Mặc dù trận pháp bốn phía vô cùng cường hãn, nhưng Trương Huyền vừa ra tay liền dùng lực lượng mạnh nhất, lại phối hợp uy lực của nhất kiếm phá hải. Nhìn bộ dạng phong ấn, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Thật mạnh. Cảm nhận được trên kiếm quang mang tới lực lượng càng ngày càng mạnh, lòng khinh thị của Kiếm Tần Sinh tiêu hết, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Không hổ là siêu cấp thiên tài nắm giữ hai loại kiếm đạo chân dài, vừa ra tay, uy lực quả nhiên không giống bình thường. Hắn bên này khiếp sợ, Trương Huyền thì hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Kiếm đạo đại tông sư thánh vực bát trọng, quả nhiên dùng hết toàn lực cũng không thể tổn thương. Đã như vậy, là thời điểm biểu hiện ra kỹ thuật chân chính rồi. Chương 2514, Tâm Tắc Kiếm Tần Sinh 1. Thử nhất kiếm phá hải chân chính một chút đi. Con mắt Trương Huyền sáng lên, gào thét một tiếng, bàn tay lớn lăng không chảo một cái. Vừa rồi thi triển, chỉ là kiếm ý trong linh hư tam kiếm, cũng không dùng hết toàn lực, giờ phút này thấy đối phương ngăn cản cực kỳ nhẹ nhõm, liền không chần chừ nữa. Đùng đùng. Thanh âm không gian xé rách vang lên, hơn 100 thanh trường kiếm thánh khí trung phẩm gào thét bay ra, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Đi! Trong mắt lóe lên hoa văn, một bộ kiếm pháp rườm rà phức tạp thẳng tắp đâm ra ngoài. Tuy nhất kiếm phá hải chỉ là một chiêu kiếm pháp, nhưng mượn nhờ 108 thanh trường kiếm tổ hợp thành kiếm trận to lớn, mỗi một chuôi đều ẩn chứa một bộ kiếm chiêu, tính gộp lại, tựa như thiên quân vạn mã. Ầm ầm! Kiếm đồ hóa thành biển, bao phủ xuống. Vô số đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi, trong chốc lát liền bao phủ cả phòng. Đây là, tuyệt chiêu của kiếm lão nhân, ngươi. Kiếm Tần Sinh chặn lại kiếm khí của đối phương, đang cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy kiếm đồ bao phủ xuống, con ngươi thu hẹp, thiếu chút nữa ngất đi. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm lão nhân, nhưng với tư cách cường giả dùng kiếm, đã sớm nghe nói họ tên, cũng đã được nghe nói tuyệt kỹ của đối phương. Thậm chí lúc trước thời điểm du lịch bốn phía, còn chuyên môn đi qua kiếm chỉ học một đoạn thời gian, phát hiện lý niệm không hợp, mới coi như thôi. Vốn cho rằng truyền thừa của người này sớm đã cắt đứt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thanh niên trước mắt này phát huy ra, hơn nữa trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, so với trong truyền thuyết càng thêm cường đại, càng thêm phong mang tất lộ. Mấu chốt nhất là, vừa rồi đối phương không có binh khí thích hợp, đưa một chuôi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chớp mắt lấy ra một đống lớn như thế. Người có nhiều như vậy. Làm gì cầm thượng phẩm ra hù ta? Ra mặt lay động, cũng không để ý tới cái khác, hai tay mở ra, kiếm khí theo đầu ngón tay bắn mạnh, bình chướng trước mắt lập tức trở nên càng thêm dày nặng. Mới vừa làm xong những cái này, hơn 100 thanh trường kiếm liền đâm tới, lực trùng kích to lớn rơi vào trên bình chướng. Răng rắc, răng rắc, giòn vang liên tiếp, người sau xuất hiện vết rách,
ngay sau đó như thủy tinh vỡ vụn. Những kiếm khí này làm sao biết thiếu hụt trong lưu thủy kiếm quyết. Thân thể hắn run lên. Hắn vừa mới thi triển kiếm quyết, tựa như nước chảy, rút đao khó đoạn, đối phương lại có thể một lần đánh nát, nói rõ tìm được sơ hở cùng thiếu hụt, để hắn khó duy trì trạng thái di động. Lúc trước cùng vị cao thủ sử dụng kiếm kia của Trương gia tỷ thí, đối phương cũng không thể làm được điểm ấy, vị trước mắt này đến cùng làm sao làm được. Tràn đầy khiếp sợ, muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, lại phát hiện đã không kịp, hơn trăm thanh trường kiếm bố thành kiếm đồ, bốn phương tám hướng, tuôn ra mà tới, như là bão tố, hội tụ thành hồng lưu, xuyên thấu qua sơ hở trong chiêu số, mạnh mẽ đâm vào trên người. Phốc, ít hầu ngọt ngọt, bay ngược ra, phanh một tiếng dán ở trên vách tường. Phần phật, phong ấn sắp đặt ở bốn phía, ở dưới lực trùng kích to lớn, phát ra từng tiếng giòn vang, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hô hô hô, người dán ở trên tường, công kích còn chưa kết thúc, kiếm ảnh tầng tầng, lại liên tiếp mấy trăm đạo lực lượng đánh tới, giống như thủy triều, một đợt cường thế hơn một đợt. Cả phòng giống như sáng lên cầu vồng bảy màu, con mắt thấy không rõ lắm, thân ảnh của kiếm tần sinh bị kiếm mang triệt để bao phủ. Phong ấn cũng không chịu nổi, rầm rầm nổ tung, gian phòng không còn trận pháp gia trì, cũng phát ra thanh âm kèn kẹt, không thể kiên trì được nữa, rầm rầm sụp đổ. Đá vụn bắn tung tóe, khói bụi sao động, kiếm tần sinh lơ lửng giữa không trung muốn chạy trốn cũng không kịp, kiếm ảnh không ngừng rơi xuống, mỗi một chiêu đều đánh vào chiêu số sơ hở, phòng bị cũng làm không được. Rầm rầm rầm, thân ảnh lùi lại, liên tục va sụp 7-8 gian phòng mới dừng lại. Hô! Trương Huyền phun ra một hơi, khuôn mặt trắng bệch thu tay về, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau đớn, ngay cả lực lượng giơ ngón tay lên cũng không có. Vừa rồi chỉ là trong lòng thôi diễn, không có vận dụng thực tế, chân chính thi triển ra mới biết được, uy lực của chiêu này khủng bố đến mức nào, hơn nữa công kích đến cuối cùng, lấy lực lượng bây giờ của hắn thế mà không cách nào khống chế, thẳng đến tiêu hao sạch sẽ chân khí trong cơ thể. Thật đáng sợ, thân bất do kỷ, về sau vẫn là ít sử dụng cho thỏa đáng. Trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, Trương Huyền nhịn không được có chút hoảng sợ. Thi triển chiêu này đến cuối cùng, đã không bị hắn khống chế. Cũng không phải nói chiêu thức có vấn đề, mà là thực lực của hắn vẫn quá thấp, không đủ để phát huy hoàn mỹ, thật giống như hài đồng cầm lấy chùy sắt, uy lực rất lớn, nhưng vung vẩy đi xuống, muốn thu tay lại cũng khó. Hiện tại hắn liền chính là hài đồng cầm chùy sắt, toàn lực thi triển nhất kiếm phá hải, không triệt để tiêu hao sạch sẽ chân khí trong cơ thể. Căn bản là không có cách thu hồi. Tu luyện phong thánh giải, có chân khí thể đạt tới thánh vực, hầu như chưa hề dùng hết qua, bây giờ lại giọt nước không dư thừa, đủ thấy chiêu này đến cùng khủng bố cỡ nào. Cùng người đối chiến, chân khí tiêu hao sạch sẽ cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng rồi, kiếm tần sinh tiền bối không có sao chứ. Vừa rồi chỉ lo bản thân đánh thoải mái, không có chú ý tình huống của đối phương. Nhìn phế tích trước mắt, Trương Huyền nhìn không được có chút lo lắng. Chương 2515, tâm tắc kiếm tần sinh 2. Mặc dù người này ngoài miệng nói không áp chế tu vi, nhưng cũng giảm thấp lực lượng xuống, ngộ nhỡ không chịu nổi, bị đánh chết tươi, bản thân tránh không được tội ngộ sát a. Hô! Loại lo lắng này còn không có triệt để dâng lên, chỉ thấy một bóng người từ trong phế tích bay ra. Chính là kiếm tần sinh, lúc này hắn không còn bộ dáng cao thủ. Quần áo trên người rách thật nhiều chỗ, lỗ kiếm đầy người, chật vật không nói ra được. Tiền bối. Khóe miệng Trương Huyền giật một cái, vội vàng hỏi. Ta không sao, phốc. Xấu hổ nở nụ cười, nói còn chưa dứt lời, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó phù phù. Kiếm tần sinh liền từ không trung rớt xuống, đầu đâm vào trong bùn đất, bụi bặm cả người. Hiện tại nội tâm hắn sụp đổ, dựa theo tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn. Cho dù kiếm chiêu của đối phương cường đại hơn nữa, cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Nhưng hắn chỉ vận dụng 1% lực lượng, hơn nữa lưu thủy kiếm quyết bị đánh trúng thiếu hụt trực tiếp phá vỡ, dưới tình huống không có chút phòng bị nào, không có chết đã là mạng lớn. Nằm ở trong phế tích, nuốt vào một viên đan dược, qua thật lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Đứng dậy, nhìn bốn phía, trong lòng buồn bực, vốn là muốn nhìn thực lực cùng kiếm pháp của đối phương một chút, kết quả bị một chiêu đánh thành như vậy. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không mất mặt chết rồi. Lão sư, người không sao chứ? Lão gia, xảy ra chuyện gì? Đây là người nào làm? Đừng để hung thủ chạy trốn. Đang âm thầm vui mừng,
liền nghe bốn phía thanh âm huyên náo vang lên. Xoay người, chỉ thấy Thủy Thiên Nhu, Tạ Sư Huynh, cùng một đám quản gia, hộ vệ, con mắt chờ mong đứng ở cách đó không xa, đồng loạt nhìn qua, tràn đầy lo lắng. Sao các ngươi lại tới đây? Mắt tối sầm lại, Kiếm Tần Sinh suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vừa nghĩ tới không có bị người thấy, liền có hơn trăm người tiếp cận, toàn bộ người của phủ đệ đều tới. Làm cái gì đó? Trương sư nói lão sư bị thương, để chúng ta tới xem một chút, Tạ sư huynh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, không quá yên tâm, liền hô bọn họ tới. Thủy Thiên Nhu giải thích nói. Kiếm Tần Sinh che ngực, cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Hắn bị đánh thảm như vậy, ngược lại cũng thôi, còn gọi học sinh, hạ nhân tới vây xem. Quá đáng a hát, ta không có bị thương, chỉ là vừa rồi diễn luyện kiếm pháp không cẩn thận đánh sập phòng ốc. Mặt mo đỏ ửng, tràn đầy xấu hổ khoát tay áo. Không bị thương. Đám người Tạ sư huynh cùng Thủy Thiên Nhu nhìn nhau, toàn thân lỗ kiếm, mặt mũi bầm dập, chật vật như thế. Đây chỉ là diễn luyện kiếm pháp. Khụ khụ, Trương sư đâu? Biết các học sinh nghĩ cái gì, Kiếm Tần Sinh ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Mới vừa đứng lên, liền không thấy được đối phương, người làm sao không thấy. Trương sư nói, nhìn thư tịch của lão sư, cực kỳ cảm kích, có chút lĩnh ngộ, liền trở về tu luyện. Thủy Thiên Nhu nói, trở về tu luyện, Kiếm Tần Sinh cảm thấy càng tâm tắc. Làm nơi này loạn thất bát tao, đánh mình trọng thương, bản thân lại vụng trộm chạy. Còn cảm kích, có cảm kích như thế ư. Đúng rồi, lão sư, trước khi Trương sư đi cho cái này, nói ta tự tay giao cho ngươi. Đang buồn bực, hận không thể bắt tên kia lại giáo huấn một lần, chỉ thấy Thủy Thiên Nhu tiến lên một bước, đưa tới một quyển sách. Kiếm Tần Sinh nhíu mày, bàn tay chảo một cái, cầm thư tịch tới, tiện tay mở ra, chỉ liếc mắt nhìn, toàn thân liền chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin. Cái này, quyển sách này, vết mực chưa khô, rất hiển nhiên là vừa mới viết xong, phía trên kỹ càng chỉ ra sai lầm trong tu luyện, cùng đối chỗ nhầm lẫn trên lĩnh ngộ kiếm quyết. Thậm chí có thật nhiều chỗ, là nan để hắn nghi ngờ nhiều năm, lại không cách nào giải quyết. Nói cách khác, dựa theo phía trên này viết tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng tiến thêm một bước. Cùng ta đối chiến một chiêu, ta cũng không có ra tay. Liền nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Nắm quyển sách trên tay, Kiếm Tần Sinh khó tin. Thân là kiếm đạo đại tông sư, càng là thánh tử điện lão sư, hắn thường xuyên giảng giải kiếm thuật cho người khác, chỉ điểm tu vi, nguyên nhân chính là như vậy. Nhãn lực cũng hết sức lợi hại, không ít danh sư cùng cấp xa xa không bằng. Dù vậy, đối với vấn đề của chính mình lại không thể tránh được, vị trước mắt này chỉ liếc mắt nhìn, liền tìm ra toàn bộ, hơn nữa cho biện pháp giải quyết. Cái nhãn lực này thực quá kinh khủng. Khó trách có thể bằng chừng ấy tuổi lĩnh ngộ hai loại chân giải, lý giải kiếm đạo, ta kém xa tít tắp. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương có khả năng đạt được kiếm ý của tổ tiên công nhận nhanh như vậy. Cũng sáng chế ra kiếm pháp cường đại như vậy. Chỉ bằng vào loại lý giải cùng lĩnh ngộ này, là hắn xa xa không thể bằng. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên tài. Cảm khái một tiếng, trong lòng có chút buồn bã, đang muốn thu thư tịch, đột nhiên nhớ tới một việc, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Lĩnh ngộ kiếm đạo thâm ảo như vậy, nếu như mang thò hắn đi Trương ra. Có lẽ có thể báo thù lúc trước. Chương 2516, toàn bộ sập thượng. 1. Điều chỉnh gần 3 canh giờ, thấy phía đông mặt trời đã vượt ra đường chân trời, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy chân khí hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Đã thương Kiếm Tần Sinh, hắn cũng nhìn ra không đúng, biết tiếp tục lưu lại, khẳng định phiền phức không ít, quả quyết lấy đi rất nhiều trường kiếm, trở lại tiểu viện của mình. Không hổ là kiếm đạo chân giải chủ tu công phạt, uy lực thật mạnh. Nhớ lại tình huống chiến đấu tối hôm qua, trong mắt Trương Huyền lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù Kiếm Tần Sinh khống chế lực lượng chỉ có 1%, nhưng sức chiến đấu không phải thánh vực thất trọng sơ kỳ bình thường có thể so sánh được. Một kiếm đánh bay, chẳng phải nói rõ, một khi toàn lực thi triển chiêu này, loại cường giả cấp bậc này cũng khó mà chống lại. Thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, từ thực vào hư, chạm đến hư không bí ẩn, lĩnh vực trở nên hư hư thật thật, quỷ dị khó lường. Tình huống bình thường. Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh xuất hiện lĩnh vực, giống như trận pháp, sẽ có sương mù, vầng sáng, mắt thường có thể phân biệt, mà đạt tới loại cảnh giới này, sẽ giống như thần thức, không nhìn thấy sở không được, cùng người chiến đấu, lặng yên sử dụng ra, uy lực mạnh mẽ gấp bội.
thật giống như Lạc Huyền Thanh trước đó, một chân đạp bay Tô Bính trưởng lão, không phải người sau trốn không thoát, mà là thời điểm động thủ đã sử dụng lĩnh vực nhập hư cảnh bao phủ, coi như muốn đi cũng không kịp. Loại cường giả này, lấy thực lực thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh sơ kỳ, muốn vượt qua là không thể, nhưng có bộ kiếm pháp kia, liền biến thành hiện thực. Trời đã sáng, vừa vặn kiểm tra xong thông đạo chữ giáp. Một đêm trôi qua, mặt trời đỏ dâng lên chiếu rọi bốn phương. Trương Huyền lần nữa đi tới nghĩa điện, rất mau thì tới trước đài, Thanh Vũ vẫn còn ở đó. Ta tiếp tục xông thông đạo chữ giáp. Xe nhẹ đường quen, Trương Huyền không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp đưa linh thạch tới. Đọc sách, học tập kiếm pháp, khôi phục thể lực. Đã qua một đêm, hiện tại là ngày thứ hai, có thể tiếp tục xông. Thấy là hắn, Thanh Vũ nhẹ gật đầu, thẻ đưa tới. Trương Huyền xoay người rời đi. Hôm qua không có thông qua, trời vừa sáng liền đến, thời gian ngắn như vậy, thực lực sẽ không có biến hóa gì à. Gấp gáp như vậy làm gì? Phục vụ viên trước đó cũng còn, nhịn không được mở miệng. Coi như muốn thông qua thông đạo chữ giáp, cũng phải tích lũy đầy đủ lại đến. Tu luyện là công phu nước chảy đá mòn, không có khả năng một lần liền xong, trong vòng một đêm, có thể có biến hóa gì? Ta cũng không biết. Thanh Vũ lắc đầu. Có lẽ, tu luyện bí pháp gì, muốn tới thử một. Bí pháp so với võ kỹ càng khó, uy lực mạnh, rất nhiều người nghiên cứu cả đời cũng chỉ là da lông, một đêm có thể học được bao nhiêu. Phục vụ viên lắc đầu. Không phải nàng không tin đối phương, mà là thời gian quá ngắn. Thông đạo chữ giáp, cửa ải khó khăn nhất của xuất khiếu cảnh, bình thường cường giả lĩnh vực cảnh hậu kỳ cũng rất khó thông qua, cho dù hôm qua Trương Huyền này thông qua được thông đạo ất chữ, nhưng thời gian ngắn như vậy, muốn xung kích cái này, cũng khẳng định khó mà làm được. Đúng rồi, ta nhớ lần trước vị tiểu công chúa Lạc gia kia cũng xông thông đạo chữ giáp, hình như ghi chép hiện tại đều là nàng lưu lại a. Cảm khái một tiếng, nhớ tới cái gì, phục vụ viên nói. Là nàng lưu lại, 3 phút qua ải. Nhớ tới vị kia lưu lại ghi chép, trong mắt Thanh Vũ liền lộ ra vẻ sùng bái. Người khác qua thông đạo chữ giáp, hao hết trăm cay nghìn đắng cũng làm không được, thậm chí bản thân bị trọng thương, vị tiểu công chúa này 3 phút đi qua, mấu chốt nhất là. Trên quần áo ngay cả bụi bặm cũng không dính một hạt. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền sùng bái tột đỉnh. Loại ghi chép này, từ khi Thánh Tử Điện có thông đạo khảo hạch, liền không có người có khả năng làm được. Nói cách khác, Lạc gia tiểu công chúa lưu lại, đã khoáng tuyệt cổ kim, trước mấy vạn năm không có, đằng sau chỉ sợ cũng không có người phá được. Đúng vậy, quá lợi hại. Phục vụ viên gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chén trà trước mắt xuất hiện từng cơn sóng gợn, không ngừng xoay tròn, ngay sau đó cái bàn trước mắt bắt đầu lay động. Làm sao vậy? Đột nhiên đứng dậy. Ta cũng không biết. Thanh Vũ đang muốn nói chuyện, ngay sau đó liền cảm thấy mặt đất lay động kịch liệt, tựa như động đất, một tiếng nổ tung to lớn từ đằng xa vang vọng tới. Nguy rồi, là thông đạo chữ giáp. Lông mày nhảy một cái, hai người vội vàng đứng lên, phóng tới địa phương có thanh âm nổ tung, còn chưa tới trước mặt liền thấy một thanh niên điềm nhiên đi tới. Thực sự là không tiện, vừa rồi thời điểm động thủ, không có khống chế tốt lực lượng. Lông mày nhảy một cái, Thanh Vũ nhìn thông đạo chữ giáp cách đó không xa, chỉ thấy phế tích đầy đất, không ngừng phả ra khói xanh, thần thức đảo qua, khôi lỗi ẩn chứa trong đó bị cái gì chạm liềng xiềng, một linh kiện hoàn chỉnh cũng không có. Thê thảm không nói ra được. Người đây là, dùng cái chiêu số gì a? Cũng nhìn không được nữa, vội vàng hỏi. Thông thực lực của khôi lỗi đạo chữ giáp, nàng biết rất rõ ràng, bình thường lĩnh vực cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ, người này nhẹ nhõm đánh bại, hơn nữa chảm nát như thế. Làm sao làm được? Mấu chốt nhất là, từ khi hắn lấy thẻ đến bây giờ, tổng cộng cũng không có 3 phút ha. Không chỉ chém giết khôi lỗi, còn phá hủy toàn bộ thông đạo chữ giáp. Kiếm pháp. Trương Huyền xấu hổ. Đi vào thông đạo chữ giáp, mặc dù không dùng binh khí, chỉ dùng kiếm khí, nhưng thi triển ra nhất kiếm phá hải, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng khống chế. Khôi lỗi đối diện mới ra ngoài, liền bị chém thành bột phấn, lực lượng còn lại tiếp tục công kích. Mới đưa đến cục diện trước mắt. Vốn nghĩ loại khảo hạch này có phong ấn gia cố rất cường đại, sẽ không có chuyện gì. Làm sao cũng không ngờ tới, gây ra động tĩnh lớn như vậy. May mắn, sau khi khôi lỗi bị chém nát, cơ quan phán định hắn thông qua khảo hạch, cuối thư ở đường hầm tịch xuất hiện, bị hắn thừa cơ thu vào trong óc, nếu không vất vả một hồi, lại cái gì cũng không chiếm được, thật sự là khóc chết rồi. Kiếm pháp. Chương 2517,
toàn bộ sập thượng. 2. Thanh Vũ cùng phục vụ thành viên cảm thấy muốn khóc. Kiếm pháp các nàng cũng đã gặp, lúc nào có loại uy lực này. Không chỉ giết khôi lỗi, toàn bộ đường hầm cũng biến thành phế tích. Ngươi chờ ở chỗ này, chuyện này ta không làm chủ được, phải lập tức bẩm báo trưởng lão. Biết thông đạo chữ giáp bị hủy, đã không phải là nàng có thể quản, Thanh Vũ báo một tiếng, vội vã rời đi. Đường hầm khảo hạch của Nghĩa Điện, thuộc về tài sản của Thánh Tử Điện, người người đều hủy mà nói, coi như đại lục đệ nhất học viện cũng không gượng dậy nổi. Được a, biết đã phá hủy tài sản, khẳng định phải đền bù, Trương Huyền không có ý định rời khỏi, tìm địa phương ngồi xuống, chậm rãi khôi phục lực lượng trong cơ thể. Vừa rồi không có sử dụng thánh khí, uy lực không mạnh, nhưng hao tổn chân khí không ít, hầu như một nửa chân khí không còn. Trước đó cho rằng kiếm lão nhân có thể là không có gom góp đủ vũ khí, hiện tại xem ra, coi như gom góp, cũng chưa chắc có khả năng thi triển ra. Hắn tu luyện phong thánh giải, chân khí trong cơ thể hùng hậu, cung cấp không người có thể so sánh, dù vậy cũng suýt chút nữa chống đỡ không nổi. Kiếm lão nhân, cho dù sáng chế ra chiêu này, muốn thi triển, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Biết muốn triệt để khôi phục, không có một hai canh giờ tu luyện, là không thể nào làm được, liền không vội vã, ý thức chìm đắm trong óc, nhìn thư tịch mới vừa thu vào. Thông đạo chữ giáp, hết thảy chỉ có 5 quyển sách, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, mỗi một bản đều có cấp bậc cực cao, xem như công pháp cao minh nhất của Thánh Tử Điện. Chính xác, tập hợp tất cả thư tịch của xuất khiếu cảnh cùng một chỗ, một tiếng hô khẽ. Dầm, thư tịch mới xuất hiện, nhẹ nhàng mở ra, con mắt Trương Huyền sáng lên. Rốt cục gom góp ra thiên đạo công pháp xuất khiếu cảnh. Trong đó khó khăn khổ sở cùng xót ruột, suy nghĩ một chút liền lệ rơi đầy mặt. Cũng không biết Tôn Cường có thăm dò được hay không tung tích linh thạch tuyệt phẩm hay không. Nhìn công pháp một lần, ghi ở trong lòng, biết không có đủ linh thạch, là không cách nào tu luyện, Trương Huyền cau mày. Trên tinh nguyên thượng phẩm, còn có một loại linh thạch tuyệt phẩm, độ tinh thuần cực cao, nếu như có thể mua được, dùng thứ này tu luyện, tuyệt đối có khả năng giải quyết vấn đề linh khí chưa đủ. Loại địa phương như Thanh Nguyên Đế Quốc, linh thạch tuyệt phẩm không nhiều, nhưng Thánh Tử Điện muốn tìm được, không khó lắm. Hắn là Trương Sư phá hư thông đạo chữ giáp kia. Đang suy tư, liền nghe cách đó không xa có thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vũ mang theo một lão giả đi tới. Lão giả vừa đi vừa nhìn về phía thông đạo chữ giáp, lông mày nhìn không được nhảy loạn. Trương Huyền vội vàng đứng dậy. Trương Sư, Liêu trưởng lão phụ trách tất cả mọi chuyện ở thông đạo khảo hạch xuất khiếu cảnh, người hủy thông đạo chữ giáp, hắn phụ trách xử lý. Đi tới trước mặt, Thanh Vũ giới thiệu. Trương Huyền gặp qua Liêu trưởng lão. Vội vàng ôm quyền, Trương Huyền hạ thấp tư thái. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn vẫn không thể thô bạo như anh vợ. Người nói chỉ dùng kiếm pháp, liền biến nơi này thành như vậy. Cố nén tức giận, Liêu trưởng lão nói. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Đưa thẻ của ngươi cho ta. Trương Huyền đưa tới. Nhận lấy thẻ vượt ải, Liêu trưởng lão nhìn kỹ một hồi, mày nhăn lại. Thông đạo chữ giáp không chỉ có khôi lỗi lợi hại, càng có trận pháp cường đại, dựa theo bình thường tình huống, cường giả lĩnh vực cảnh đỉnh phong, muốn biến thành như vậy cũng làm không được, trừ khi gian lận. Nhưng mà trên thẻ, biểu hiện hoàn mỹ thông qua, nói cách khác, không có bất kỳ hành động gian lận gì. Chỉ bằng vào kiếm pháp, thật sự có thể làm được loại tình trạng này. Ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp gì, có thể thi triển cho ta xem một chút hay không? Trong lòng khó hiểu, nhịn không được nói. Thi triển cho ngươi xem, cái này, Trương Huyền rầu rĩ. Cái kiếm pháp này, ta nắm giữ không quá thuần thục, còn có chút không khống chế được lực lượng, một khi thi triển, sợ sẽ làm bị thương ngươi, làm bị thương ta. Liêu trưởng lão cười nhạo. Mặc dù ta là chấp sự trưởng lão tầng dưới chót nhất, nhưng tu vi cũng đạt đến thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, ngươi chẳng qua xuất khiếu cảnh sơ kỳ mà thôi, làm tổn thương ta. Khẩu khí thật lớn. Trưởng lão Thánh Tử Điện chia làm thật nhiều đẳng cấp, Tô Bính, Liêu trưởng lão thuộc về chấp sự trưởng lão, thực lực thánh vực thất trọng liền có thể đảm nhiệm. Cái này, coi như trưởng lão không thụ thương, ta cũng sợ kiếm khí ngăn cản không nổi, lại làm hư những kiến trúc khác. Trương Huyền vẫn có chút lo lắng. Lấy thực lực như ta, còn có thể để kiếm khí của ngươi chạy. Nói đùa cái gì đó. Liêu trưởng lão cười lạnh, ánh mắt lộ ra tự tin. Chương 2518, toàn bộ sập hạ. 1.
làm siêu cấp cường giả thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, nắm giữ lực lượng hư cảnh, nếu như ngay cả một tiểu tử xuất khiếu cảnh thả ra kiếm khí cũng ngăn cản không nổi, vậy thì thật sự quá mất mặt. Vậy thì tốt, chú ý. Đối phương đã nói chắc chắn như thế, Trương Huyền không nhiều lời nữa, ngón tay điểm một cái, từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bay ra, lơ lửng giữa không trung, tựa như dựng thẳng từng chuôi trường kiếm. Nhiều như vậy. Liêu trưởng lão sững sờ, bàn tay ở trước ngực vẽ lên nửa hình cầu, tạo thành một kết giới phòng ngự. Hắn muốn thử xem, kiếm khí của đối phương có phải thật có lực lượng tiêu diệt thông đạo chữ giáp hay không? Ô ô ô, mới vừa làm xong, liền nghe trên không phát ra nổ vang rồn rập, không gian trước mắt giống như sụp đổ, trên trăm đạo kiếm khí, thời gian nháy mắt đi tới địa phương cách không đủ 5 mét. Nhanh như vậy, Liêu trưởng lão giật nảy mình, vội vàng phát động lĩnh vực, tiến hành ngăn cản. Rầm rầm rầm, kiếm khí đánh vào trên lĩnh vực, như máy trộn bê tông cắm vào vạc nước, va chạm kịch liệt, để sắc mặt hắn ửng hồng, lĩnh vực không có khống chế suýt chút nữa sụp đổ. Siêu, cả người bay ngược ra, sống lưng mạnh mẽ đâm vào trên vách tường, đập ra một cái hố to, dù vậy, kiếm khí trước mắt vẫn không giảm uy lực, sao động ra vô số ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều bị kiếm khí bao phủ. Kẹt kẹt, kiếm khí xung kích cùng lão giả va chạm, gian phòng không chịu nổi, từng vết rách xuất hiện, ngay sau đó rầm rầm. Hô, chân khí lần nữa tiêu hao giọt nước không dư thừa, Trương Huyền ngừng lại, thở hồng hộc. Thở hổn hển mấy cái, hơi khôi phục chút thể lực, ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhìn không được nhảy loạn. Chỉ thấy mời thông đạo giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, tất cả đều bốc lên khói xanh, biến thành phế tích, thậm chí ngay cả đại điện khảo hạch xuất khiếu cảnh cũng triệt để báo hỏng. Khụ khụ, từ trong phế tích leo ra, tóc của Liêu trưởng lão bị kiếm chém gần như nửa chọc, trên thân cũng đầy lỗ kiếm, thê thảm không nói ra được. Trưởng lão, đây là người bảo ta xuất thủ. Khóe miệng co giật, Trương Huyền vội vàng nói. Đối phương lời thề son sắt có khả năng chặn lại cái gì chứ? Đây không phải hại người ư, thật vất vả thoát khỏi tên tuổi phá hư vương, lại một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Tiếp tục như vậy, để người khác làm sao nhìn hắn? Hắn thật chỉ muốn an tĩnh khảo hạch, yên tĩnh đọc sách mà thôi. Ta, vẻ mặt Liêu trưởng lão đỏ lên, quay đầu nhìn về phía rất nhiều đường hầm đã sụp đổ, khóc không ra nước mắt. Chỉ là muốn xác nhận đối phương có gian lận hay không. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nhưng cẩn thận nói, thật đúng là không trách đối phương, là hắn yêu cầu, để người ta xuất thủ. Xéo ngay cho ta. Kìm nén sắp nổ tung, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được, Liêu trưởng lão đành phải khoát tay áo, tức giận đến cắn răng. D9Y. Trương Huyền ngẩn ngơ. Không cần ta đền ư. Biến thành như vậy, mặc dù trách nhiệm chủ yếu ở đối phương, nhưng hắn cũng khó từ tội lỗi. Người bồi thường nổi sao? Liêu trưởng lão cả giận nói. Khóe miệng Trương Huyền co quắp một chút. Đền không nổi. Nhiều khôi lỗi như vậy, nhiều trận pháp như vậy, cộng lại tuyệt đối không phải tinh nguyên thượng phẩm có thể bổ sung, cho dù tài sản của hắn cũng không tệ lắm, nhưng muốn bồi thường, thật đúng là làm không được. Cút! Liêu trưởng lão run rẩy. Vâng! Cổ hơi co lại, Trương Huyền đành phải rời khỏi, mới vừa đi mấy bước, đột nhiên xoay người. Liêu trưởng lão, ta nhìn ngươi thể hàn, gần đây đừng nên luyện hàn âm quyết. Làm sao ngươi biết ta tu luyện hàn âm quyết? Liêu trưởng lão sững sờ. Đối phương cùng hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể biết mình tu luyện công pháp? Ta chỉ là thuận miệng nói, nếu như xuất hiện địa phương nào không thoải mái, đi biệt viện của lớp tinh anh tìm ta. Khai báo một câu, Trương Huyền không nói thêm lời, xoay người đi ra ngoài. Hắn làm sập cả thông đạo khảo hạch. Đối phương không lưu người, cũng không làm khó, xem như nợ ân tình, thời điểm chiến đấu, dùng thư viện nhìn một cái, biết đối phương gần đây tu luyện công pháp xuất hiện vấn đề, lúc này mới nhắc nhở một câu. Thật ra thì cũng không tính là việc gì lớn, chỉ cần ngừng tu luyện, liền có thể giải quyết, không đình chỉ mà nói, không nghiêm trọng lắm, cũng có thể xử lý. Chỉ là bây giờ đối phương đang giận, không tiện nhiều lời mà thôi. Vừa làm sập địa bàn của người ta. Lại đến một câu, người có bệnh, cũng không cần đánh giá, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thấy hắn nói một câu không đầu không đuôi, liền vội vã rời khỏi, Liêu trưởng lão tràn đầy khó hiểu, có điều nhìn phế tích đầy đất, lần nữa tức đến râu ria bay lên. Nhất kiếm phá hải, về sau không thể tùy tiện sử dụng. Đi ra phế tích, quay đầu nhìn một cái,
Trương Huyền tràn đầy thất lạc. Tu luyện thành bộ kiếm pháp kia, sử dụng 3 lần, tổn thương 2 người một khôi lỗi, hủy một mảng lớn phòng ốc. Về sau lại thi triển, còn không biết sẽ có cái dạng gì. Xem ra sau này bộ kiếm pháp kia, không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể sử dụng, nếu không hắn thật muốn cướp đi tên tuổi của anh vợ, thành phá hư vương người gặp người sợ. Hắn là nam nhân nhất định sẽ lên làm điện chủ, muốn là trấn nhiếp cùng bội phục, không phải phá hư, người người kêu đánh. Đi xem Tôn Cường hỏi thăm thế nào, không được, thì phải mau chóng kiếm ít tiền, coi như Liêu trưởng lão không đền, cũng không thể thật không bồi thường. Rất nhanh thì có ý nghĩ. Chương 2519, toàn bộ sập hạ. 2. Đổi lại bình thường, có làm điện chủ hay không, đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng liên lụy đến hôn sự của Lạc Nhược Hy ở tháng 4 sang năm, thực sự quá trọng yếu, căn bản không cho cự tuyệt. Không có thân phận điện chủ, muốn quang minh chính đại tiếp đi đối phương, tuyệt không có khả năng làm được. Cho nên vị trí này, tình thế bắt buộc, không thể sai sót. Dựa theo thuyết pháp của Khôi Thánh, trước khi không có tư cách loại bỏ phong ấn của điện chủ lệnh, tốt nhất nên lôi kéo lòng người, để cho người ta bội phục, như vậy danh vọng sẽ cao một chút. Hiện tại học kiếm. Hủy nhà của kiếm Tần Sinh, khảo hạch một chút, đại điện tính cả thông đạo đều phá hủy. Coi như bọn họ không để cho mình đền, cũng không thể thật không làm gì. Đương nhiên, hắn quả thực không đủ tiền, cần mau chóng kiếm mới được. Vội vã trở lại chỗ ở, chờ thời gian không dài, quả nhiên thấy Tôn Cường đi trở về. Một đêm không ngủ, có vẻ hơi mệt mỏi. Thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Bẩm báo thiếu gia, ta chuyên môn hỏi thăm. Vật phẩm ẩn chứa linh khí tinh thuần có rất nhiều, tốt nhất là linh thạch tuyệt phẩm, có điều, thứ này nội viện rất nhiều, ngoại viện lại ít khi thấy. Tôn Cường nói, nội viện, Trương Huyền cau mày. Trước khi đến chỉ biết, Thánh Tử Điện có phân chia nội ngoại viện, không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Nhược Hy hẳn là ở nội viện. Vâng, trừ linh thạch tuyệt phẩm, hiệu quả tốt nhất là xúc lực đan cấp 8. Ẩn chứa linh khí tinh thuần, có thể làm thành bảo vật tu luyện. Ta tìm người mua một ít, thiếu gia có thể thử một chút. Nói xong Tôn Cường lấy ra một bình ngọc đưa tới. Tiện tay mở ra nắp bình, Trương Huyền nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Hết thảy 3 viên, linh khí xác thực cực kỳ nồng đậm, so với linh nguyên đan cấp 7 thì cường đại hơn không ít. Đối với ta là hữu dụng, nhưng mà, 3 viên quá ít, nếu có 30 viên, hẳn là có thể đột phá xuất khiếu cảnh trung kỳ. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Xúc lực đan này. Mặc dù là đan dược cấp 8, lại là bình thường nhất, chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn, dược lực không mạnh hơn linh nguyên đan bao nhiêu, đối với hắn hữu hiệu, nhưng uy lực không lớn. Còn có vật phẩm khác không? Hỏi tiếp. Còn có, là hoàn thành các loại nhiệm vụ, có thể kiếm lấy ban thưởng, trong đó có ngọc mạch linh tủy linh khí dồi dào. Tôn Cường nói. Ngọc mạch linh tủy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thứ này giống như linh thạch. Chỉ có chỗ đặc thù linh khí nồng đậm mới có thể sinh ra, trong đó ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, mặc dù vẫn kém linh thạch tuyệt phẩm, nhưng lại mạnh hơn tinh nguyên thượng phẩm nhiều. Chỉ bất quá, loại vật này số lượng còn muốn thưa thớt hơn linh thạch tuyệt phẩm, hắn cũng chỉ ở trên thư tịch thấy qua một lần. Nhiệm vụ gì? Có rất nhiều học viên ban bố, cũng có rất nhiều lão sư lưu lại, cơ bản đều là bọn họ rất khó hoàn thành, ta chuyên môn tuần tra một chút, nhiệm vụ có thù lao là ngọc mạch linh tủy. Hết thảy có 3 cái, trong đó nhiều nhất là 3 viên. Tôn Cường nói. 3 viên linh tủy. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Linh tủy lớn hơn linh thạch rất nhiều, một cái hối đoái xuống, liền có thể giá trị hơn vạn tinh nguyên thượng phẩm, 3 viên. Trong đó ẩn chứa linh khí, tuyệt đối có thể để cho hắn thuận lợi đột phá xuất khiếu cảnh. Bán đi mà nói, coi như không thể bù đắp toàn bộ tổn thất của thông đạo khảo hạch, nhưng tuyệt đối có thể bù đắp một phần. Đúng vậy. Tôn Cường gật đầu. Là nhiệm vụ gì? Mặc dù hưng phấn, nhưng Trương Huyền cũng biết, khẳng định không dễ dàng. Thánh Tử Điện, cường giả vô số, có thiên phú, có thiên tư, chỗ nào cũng có, đánh đổi lớn như thế, lại không người dám tiếp, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe nói hình như là nhiệm vụ của Thuần Thú Điện, nội dung cụ thể thì không biết. Chần chờ một chút, Tôn Cường nói. Hắn chỉ là hạ nhân. Có khả năng hỏi tham gia những sự tình này đã rất không dễ dàng, cụ thể sự tình gì thì không biết. Nhận những nhiệm vụ này ở nơi nào, mang ta đi nhìn một chút. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn để Tôn Cường dẫn hắn đi, đột nhiên nhướng mày, cổ tay khẽ đảo, ngọc bài đại biểu thân phận xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái,
một nhóm chữ xuất hiện. Trương sư, nhanh đến nhân điện tinh anh các, ngày hôm nay báo cáo. Là Trần Nhạc Giao đưa tin. Báo cáo, đúng rồi, còn phải báo cáo. Học viên lớp tinh anh cùng học viên lớp phổ thông, sau khi thi vào Thánh Tử Điện đều cần báo cáo, lựa chọn lão sư. Không chọn, ở học viện không có dựa vào, tài nguyên sẽ rất khó bảo đảm. Mặc dù danh sư sẽ không làm sự tình áp bức học sinh, nhưng cũng không thể bảo đảm những học sinh khác không bắt nạt người. Dù sao Thánh Tử Điện thu là thiên tài, danh sư chỉ là số ít. Mấu chốt nhất là, tới đây không ít thiên tài, rất nhiều đều vì mạ vàng, bồi dưỡng quan hệ, môn hạ cùng một lão sư, quan hệ đương nhiên gần hơn một chút, về sau làm chuyện gì cũng thuận lợi không ít. Người tiếp tục hỏi thăm, ta đi báo cáo trước. Biết lớp tinh anh báo cáo, không thể bị dở dang, lười nhắc nhiều lời, Trương Huyền nhanh chóng bay tới nhân điện. Nhân nghĩa lễ chí tín, nhân xếp số 1, đủ thấy địa vị ở Thánh Tử Điện. Chức nghiệp danh sư, chức trách trọng yếu nhất liền là truyền thừa kiến thức, học trò khắp thiên hạ, nhân điện chính là vị trí giáo sư giảng bài, học sinh học tập, ở đây, có thể tìm được lão sư mình muốn nhất, càng có thể học được truyền thừa tốt nhất. Đi tới trước mặt, liền thấy đã chất đầy người, đệ tử mới cũ tính gộp lại chừng hơn vạn. Ngoài điện, đồng dạng có một chữ nhân lớn, lấp lánh sáng lên. Xem ra, chữ bên ngoài năm điện, đều là Khổng sư lưu lại, mục đích là vì để cho hậu nhân ghi nhớ. Nhìn một cái, Trương Huyền âm thầm gật đầu, ngay sau đó, bên tai nghe được tiếng nuốt nước miếng của Ngoan Nhân. Lần nữa phong ấn người này ở trong thiên đạo chi thư, đi theo sau lưng đám người vào. Nhân điện đồng dạng chia làm rất nhiều điện đường, lớp tinh anh, lớp phổ thông, địa phương giảng bài dạy học đều không ở một chỗ, lớp tinh anh quyền hạn lớn hơn một chút, có thể tùy ý lựa chọn lão sư, tiến hành học tập, mà người sau chỉ có thể bị động tiếp nhận một vài lão sư chỉ bảo. Nhìn quanh một vòng, tìm được vị trí báo cáo của lớp tinh anh, Trương Huyền đi tới. Mới vừa tiến vào gian phòng, liền thấy 50 người cùng mình thông qua khảo hạch, đã gần như đến đủ. Trần Nhạc Giao vốn có chút nóng nảy, thấy hắn đi tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mấy bước đi tới trước mặt, thấp giọng. Ngươi làm sao mới đến? Xảy ra chuyện lớn, sơn môn, sập. Chương 2520, tự giới thiệu 1. Sơn môn sập. Trương Huyền ngẩn ngơ, cứng ngắc tại chỗ. Hôm qua sông còn rất tốt, hơn vạn học sinh tiến vào, mỗi người thi triển tài năng và học vấn, cuối cùng quyết ra 500 người đứng đầu. Làm sao lại đột nhiên sập? Vừa rồi phí sư nói. Trần Nhạc Giao nói nhỏ, trong mắt cũng đầy khó tin. Rất hiển nhiên, tin tức này đối với nàng mà nói, cũng cực kỳ rung động, nếu không cũng không có khả năng nhìn thấy Trương Huyền, liền trực tiếp nói ra. Phí sư là người ở phía trước kia, hắn là chủ nhiệm lớp tinh anh. Về sau có chuyện gì có thể tìm hắn, không hiểu, cũng có thể hỏi. Trần Nhạc Giao chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn một trung niên đang đứng ở phía trước, mấy học sinh vây quanh bốn phía, tựa hồ hỏi thăm sự tình gì. Có nói bởi vì cái gì không? Quy định sông Sơn Môn, đã trải qua vài vạn năm, đều sừng sững không ngã, làm sao đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy? Hình như là nói, pho tượng quý thánh trấn áp Sơn Môn bể nát. Suy nghĩ một chút. Trần Nhạc Giao nói. Trương Huyền không hiểu. Sơn môn sụp đổ cùng pho tượng vỡ vụn có quan hệ gì? Quy định sông Sơn Môn, là quý thánh xây dựng, là một không gian gấp do hắn chế tác, rất nhiều hạng mục khảo hạch là từ ý niệm của hắn tiến hành khống chế. Pho tượng vỡ vụn, liền đại biểu hắn lưu lại ý niệm biến mất, không gian không còn ủng hộ, tự nhiên sẽ sụp đổ. Trần Nhạc Giao nói. Cái này. Trương Huyền cau mày. Từng cùng quý thánh ở chung 3 ngày. Đối với điện chủ Thánh Tử Điện đời thứ nhất này cực kỳ cảm kích, vốn cho rằng nắm giữ thực lực mở ra điện chủ lệnh, lại đi tìm đối phương, ở trước mặt cảm ơn, không nghĩ tới nhanh như vậy, ý niệm liền tiêu tán. Tồn tại mấy vạn năm, dù phần lớn thời gian đều đang ngủ say, sinh mệnh cũng đến phần cuối. Cảm khái một tiếng, người người đều có hạn chế tuổi thọ, cho dù là Khổng sư cũng không có vượt ra thời gian trường hà, siêu thoát ngoại vật. Vị quý thánh này khi còn sống. Mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng mà sau khi chết ý niệm tồn tại thời gian cũng có hạn chế, một mực ngủ say mà nói, còn có thể tồn tại lâu một chút, mỗi một lần khảo hạch đều thức tỉnh một lần, dần dà, tán loạn chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy. Trần Nhạc Giao gật đầu, nhịn không được cảm khái. Quý thánh ý niệm tiêu tán, về sau vị trí điện chủ càng khó xác lập. Điện chủ. Ngươi còn không biết nghe nói ý niệm của quý thánh không chỉ tuyển chọn học sinh. Trọng yếu nhất là tuyển chọn điện chủ mới,
điện chủ thánh tử điện kỳ trước, là hắn tự mình tuyển chọn ra. Hiện tại ý niệm tiêu tán, điện chủ mới còn không có thiết lập, bất kể ai đi làm, đều sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận. Xem như thiên tài một phương thế lực, có con đường tin tức của mình, mặc dù việc này cơ mật, nhưng đối với nàng mà nói cũng không tính quá khó hỏi thăm. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, đang muốn nói chuyện, liền nghe giữa phòng có một thanh âm to rõ vang lên. Quay đầu nhìn, chính là phí sư mới vừa rồi cùng mấy học sinh nói chuyện. Xem ra người lớp tinh anh chúng ta đã đến đông đủ, đầu tiên, hoan nghênh chư vị trở thành học viên của Thánh Tử Điện, sau này một đoạn thời gian, ta sẽ cùng các ngươi chung một chỗ vượt qua. Hiện tại, xin các vị tự giới thiệu mình một chút, tận lực để mọi người mau sớm nhận biết, hơn nữa quen thuộc, bởi vì về sau các ngươi sẽ là bạn học, ở chung một đoạn thời gian tương đối dài. Được rồi, vị thứ nhất, Phùng Tử Dật. Trương Huyền nhìn qua, Phùng Tử Dật này, có khả năng đè ép người Trương ra một đầu, trở thành khảo hạch thứ nhất, nói rõ năng lực, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào. Một thanh niên đi ra, thoạt nhìn khoảng 24 tuổi, bộ dáng rất bình thường, không có khí tức kinh người, cũng không có dung mạo kinh người, đi ở trong đám người, không cẩn thận quan sát, có khả năng căn bản không phát hiện được. Bất quá, Minh Lý chi nhãn chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng nhìn ra trong cơ thể đối phương có khí tức cuồng bạo, như sông lớn sôi trào, một khi nhen lửa, chắc chắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Lĩnh vực cảnh hậu kỳ, quả thực rất mạnh. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Đối phương chẳng qua 24 tuổi, liền có loại thực lực này, thiên phú có thể nói cường đại đến đáng sợ. Ta tên Phùng Tử Dật. Trong đám người đi ra, thanh niên không có quá nhiều lời nói, chỉ giới thiệu tên, liền không nói thêm lời. Bất quá, càng như vậy, càng để cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Vị thứ hai, Trương Hủ. Phí sư nói, chỗ của hắn mặc dù có tài liệu cặn kẽ của mỗi học viên, nhưng mà đối phương không muốn nói, cũng không giải thích thêm. Chương 2521, tự giới thiệu 2. Nương theo lời hắn, lại một thanh niên đi ra. Vị này thoạt nhìn còn nhỏ hơn Phùng Tử Dật, cùng mình không kém nhiều, chỉ chừng 20 tuổi, nhưng thực lực lại không yếu, cho người ta một loại cảm giác cường thế lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tại hạ Trương Hủ, đến từ thánh nhân Trương gia, hy vọng có thể cùng chư vị trở thành bằng hữu, cùng một chỗ tiến bộ. Hắn không giống Phùng Tử Dật cao lãnh như vậy, mang theo nụ cười nói một câu. Minh Lý chi nhãn chiếu rọi, vị Trương Hủ này bất kể thân thể, chân khí hay linh hồn, đều không có sơ hở rõ ràng, cường đại không tưởng nổi. Trương Cửu Tiêu, Trương Khiêm thậm chí Trương Vân Phong ở trước mặt đối phương, cũng không tính cái gì, không đáng giá nhắc tới. Dù đối phương chỉ là lĩnh vực cảnh hậu kỳ, nhưng thật muốn chiến đấu, hắn dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng. Thân là con cháu hạch tâm Trương gia, lực lượng huyết mạch tất nhiên cường đại hơn Trương Khiêm. Lại thêm các loại võ kỹ cùng thủ đoạn tinh diệu, chỉ sợ có thể giống như mình, vượt qua mấy tiểu cấp tiến hành chiến đấu. Trương Hủ giới thiệu xong, kế tiếp là Viên Hải Thanh, Bạch Thanh Huyền. Nghe được mỗi người giới thiệu, Trương Huyền thầm giật mình. Khó trách các quý tộc, thế lực lớn có thể một mực duy trì đỉnh phong, bồi dưỡng hậu bối quả nhiên có chỗ độc đáo. Lớp tinh anh có hơn 40 vị đều ở trong đó, chân chính từ nhỏ địa phương tới, tính đi tính lại chỉ có hắn. Xem ra danh sư đại lục cũng giống như vậy, bởi vì điều kiện bồi dưỡng khác biệt, lấy được tài nguyên có khoảng cách, ưu tú, càng thêm ưu tú, yếu càng yếu, chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong lòng Trương Huyền cảm khái, thế lực cùng gia tộc cường đại nắm giữ danh sư cùng tài nguyên cấp bậc cao hơn, hậu bối của bọn họ vừa ra đời liền được bồi dưỡng tốt nhất, quả thực không phải gia đình bình thường có thể so sánh. Giống như hắn, có thể từ Thiên Huyền Vương quốc từng bước một đi tới, đã là kỳ tích trong kỳ tích. Cũng khó trách, những người khác căn bản không tin, vẫn cảm thấy là vãn bối của Trương gia. Thời gian không dài, 50 người tự giới thiệu, liền chuẩn bị kết thúc. Vị cuối cùng của lớp chúng ta, Trương Huyền. Tiếng nói kết thúc, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Trương Huyền này, không phải người Trương gia, lại đánh Trương Khiêm, Trương Vân Phong một trận tơi bời, mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, khắc sâu ấn tượng. Ta tên Trương Huyền, đến từ Thanh Nguyên Đế Quốc. Cũng không có gì có thể khoe khoang, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền tự giới thiệu. Quả nhiên là từ Thanh Nguyên Đế Quốc tới. Địa phương nhỏ như vậy tới, liền dám ra tay với người Trương gia, lá gan người này thật lớn. Bằng vào thành tích người thứ 50, đánh bại Trương Vân Phong, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngược lại cũng đúng,
chỉ sợ là một vị danh sư cửu tinh nào đó của danh sư Đường lặng lẽ bồi dưỡng. Nghe hắn giới thiệu, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Bằng vào thân phận tán tu liền đạt tới thực lực như thế, còn không sợ Trương gia uy hiếp, tất cả mọi người đều cho rằng thân thế của hắn cũng không đơn giản như giới thiệu. Được rồi, chư vị giới thiệu xong, ta liền nói một ít quy tắc của Thánh Tử Điện, cùng điểm mấu chốt lựa chọn lão sư. Phí sư cười cười nói. Thánh Tử Điện có rất nhiều quy tắc, các vị từ trên lệnh bài thân phận có thể thẩm tra, không cần ta nói nhiều. Hiện tại muốn nói, là một điểm trọng yếu nhất, cũng là mọi người chú ý nhất. Cái kia chính là, mọi người đều là học viên của Thánh Tử Điện, có thể cạnh tranh, tiến hành giao đấu, nhưng không thể tự giết lẫn nhau. Nếu có mâu thuẫn gì không thể điều hòa, nhất định phải phân ra sinh tử, có thể trước thời hạn xin tiến hành sinh tử đấu, chỉ cần có 3 vị trưởng lão đồng ý, đạt được sinh tử văn thư, liền có thể tiến hành. Có thứ này, công bằng quyết đấu bị giết, thế lực sau lưng cũng không thể báo thù. Trương Huyền gật đầu. Thật ra thì quy tắc có chút tương tự Hồng Viễn danh sư học viện. Mặc kệ là danh sư, hay những nghề nghiệp khác, có người, liền có tranh đấu, liền có giang hồ, người lợi hại hơn nữa, tâm cảnh cao bao nhiêu, cũng không thể ngoại lệ. Năm đó, Khổng sư đã từng nổi giận, đã từng nghẹn ngào khóc giống, huống chi những người khác. Có mâu thuẫn, liền phải xử lý, không thể mặc kệ lên men, nếu không, sẽ chỉ làm ảnh hưởng càng lớn. Nguyên nhân chính vì như vậy, mặc kệ là danh sư học viện, hay Thánh Tử Điện, đều không có đàn áp nhân tính, mà để bọn hắn tự do phát huy, thật có mâu thuẫn không thể giải quyết, vậy liền giải quyết, không cần thiết bởi vì quy tắc mà trầm tích, cuối cùng ủ thành tai họa càng lớn. Còn lựa chọn lão sư, ý kiến của ta rất đơn giản, lựa chọn người am hiểu nhất. Phí sư tiếp tục nói, các vị có thể thông qua khảo hạch, từ trong vạn người chọn lựa ra, tất nhiên có một chỗ hơn người, bởi vậy, hy vọng các người có thể tiếp tục phát dương quang đại, vượt qua những người khác. Sau đó phí sư nói rõ chi tiết vài danh sư lợi hại, người có thiên phú, chức nghiệp đặc thù của Thánh Tử Điện một chút. Nghe những giới thiệu này, Trương Huyền lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ cần có đầy đủ thư tịch, so với học tập bất luận người nào cũng mạnh hơn, không cần thiết đi quản năng lực của ai mạnh. Nhạc Giao tiên tử, lần trước ngươi cho ta hàn băng linh dịch, không biết còn hay không? Ta có thể mua một chút hay không? Linh thạch tuyệt phẩm, muốn tìm khá phiền toái, nhưng vị trước mắt này là có sẵn hàn băng linh dịch, thứ này trước đó sử dụng qua, hiệu quả rất tốt, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này, ta có là có điều, muốn giữ lại xung kích lĩnh vực cảnh. Trần chờ một chút, Trần Nhạc Giao nói. Đối phương là lão sư của thiếu cung chủ, đối với nàng lại có tình nghĩa bán sư, dựa theo tình huống bình thường, hỏi thăm nàng, không nên cự tuyệt, nhưng nàng còn muốn giữ lại xung kích lĩnh vực cảnh, thực sự không tiện tặng người. Xung kích lĩnh vực cảnh. Trương Huyền nhíu mày, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn lại. Nếu như ta có thể giúp ngươi đột phá lĩnh vực cảnh, hơn nữa không cần hàn băng linh dịch, có thể bán cho ta hay không? Nếu như có thể đột phá, đừng nói bán, đưa ngươi cũng được. Trần Nhạc Giao nói. Chương 2522, chỉ điểm Trần Nhạc Giao 1. Bảo vật lại chân quý, cũng không bằng tu vi bản thân tiến bộ, nếu có thể hiện tại đột phá lĩnh vực cảnh, đừng nói bán, coi như đưa cho đối phương những hàn băng linh dịch này, cũng tuyệt đối kiếm bộn rồi. Được. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền đang muốn bảo đối phương đánh một quyền, thuận tiện giúp chỉ điểm, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương Huynh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt. Trương Trác, Trương Huyền nhướng mày. Không phải người khác, chính là vị anh họ sau khi nhập môn kiểm tra, cứu đi Trương Vân Phong kia, lớp tinh anh xếp hạng thứ 31 Trương Trác. Hôm qua đã nói, có cơ hội lĩnh giáo cao chiêu của Trương Huynh, hiện tại phí sư để mọi người tự do trao đổi. Vừa lúc là một cơ hội, mong vui lòng chỉ giáo. Trương Trác ôm quyền, thái độ cung kính, cũng không có bởi vì hắn là người Trương gia mà có vẻ ngạo mạn. Tự do trao đổi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi cùng Trần Nhạc Giao nói chuyện, phí sư đã kết thúc giới thiệu, để tất cả học sinh tự do trao đổi, lẫn nhau quen thuộc. Xem như thiên tài Thánh Tử Điện, phương thức trao đổi đủ loại, lẫn nhau luận bàn chính là phương pháp bình thường nhất. Cái này. Trương Huyền nhíu mày. Đối phương muốn luận bàn, thật ra thì cũng không có gì, coi như đối phương xếp hạng thứ 31, đối với mình mà nói, muốn đánh bại cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Chỉ là liên tục thi triển hai lần nhất kiếm phá hải,
chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao giọt nước không dư thừa, cho dù nửa ngày qua khôi phục một chút, nhưng cùng loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Làm sao, Trương huynh không dám. Con mắt Trương Trác híp lại, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Hôm qua nhiều tân sinh như vậy nhìn lấy, nếu như người Trương gia liên tiếp xông lên tỉ thí, đối với danh dự của hắn cũng là một loại tổn thương. Ngày hôm nay học sinh lớp tinh anh đều ở đây, vừa vặn có thể chém giết khí diễm của đối phương, để hắn hiểu được, thế lực bá chủ như Trương gia, không phải là ai cũng có thể tùy tiện đắc tội. Tỉ thí mà thôi, có gì không dám, chỉ là ta sợ ra tay nặng, đánh phế ngươi, tổn thương tình cảm bạn học chung lớp mà thôi. Trương Huyền lắc đầu, mặc dù chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao sạch sẽ, nhưng thủ đoạn nhiều, vượt qua một lĩnh vực cảnh sơ kỳ vẫn rất đơn giản. Cùng lắm thì thả ra phân thân. Chỉ là người này quá mức hung mãnh, hơn nữa không tốt khống chế, một khi đánh phế đối phương, sẽ có chút không tiện. Ngươi! Trương Trác sầm mặt lại, vẫy tay một cái. Đã dám, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong đi đầu nhảy vào giữa đại sảnh. Thôi được. Thấy đối phương khăng khăng như vậy, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu, đứng dậy, vừa định đi vào giữa sân, chỉ thấy Trần Nhạc Giao ngăn ở phía trước. Chân khí trong cơ thể Trương Sư hẳn là tiêu hao sạch sẽ a. Nữ hài truyền âm, ngươi có thể nhìn ra. Trương Huyền sững sờ. Chân khí của hắn tiêu hao sạch sẽ, cũng không nói với đối phương, càng chưa biểu diễn ra, đối phương lại có thể nhìn ra, không khỏi hơi kinh ngạc. Thời điểm nói chuyện, huyệt đạo toàn thân ngươi mở ra, một mực hấp thu linh lực ngưng tụ chân khí, vừa nhìn liền biết, chân khí trong cơ thể thiếu thốn. Trần Nhạc Giao giải thích một câu. Loại tình huống này làm sao có thể cùng người chiến đấu? Như vậy đi. Ta giúp người thoái thác, coi như hắn là người Trương gia, nhưng ta chính miệng nói, cũng sẽ cho chút thể diện. Tu luyện giả, chân khí là căn bản, mặc dù thực lực đạt tới cảnh giới như bọn họ, nguyên thần cũng có tác dụng cực lớn, nhưng không có chân khí tiến công, tương đương với lão hổ không còn nanh vuốt, thực lực cường hãn hơn nữa cũng vô dụng. Khiêu chiến như vậy, trực tiếp thoái thác, sợ sẽ bị người chế nhạo. Trương Huyền lắc đầu. Đổi lại những người khác, nhận thua không tính là gì. Nhưng đối mặt Trương gia, đang lo không có cơ hội đánh một trận, thoái thác. Thật là đáng tiếc. Nhưng tình huống của ngươi bây giờ, khẳng định không cách nào chiến đấu. Trần Nhạc Giao có chút nóng nảy. Cũng không phải đối với thanh niên trước mắt này có cảm giác đặc thù gì, mà đối phương là lão sư của thiếu cung chủ, đã ở cùng với mình, thì ngàn vạn lần không thể xuất hiện vấn đề. Nếu không, thiếu cung chủ trách cứ xuống, căn bản không chịu nổi. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Cũng biết tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn, đang nghĩ ngợi có muốn lấy cớ đổi quần áo hay không, đột nhiên trong lòng hơi động. Không bằng, ngươi thay ta chiến đấu một hồi. Ta, Trần Nhạc Giao sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu. Ta có thể thông qua khảo hạch, đi vào lớp tinh anh, là bởi vì thi triển bí pháp, trên thực tế thực lực bản thân cũng không cao minh, tới đối chiến. Không có một chút phần thắng. Nàng chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở trong mắt những người khác. Xem như cao thủ, nhưng so với thiên tài Trương gia kia, vẫn kém một đoạn rất lớn. Chân chính giao chiến, thua không nghi ngờ. Ai nói không có phần thắng? Trương Huyền cười cười, cũng không nhiều lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trác ở giữa đại sảnh. Trương huynh muốn cùng ta luận bàn, vốn không nên chối từ, có điều, ta vừa vặn ở vào giây phút tu luyện quan trọng, không tiện nghênh chiến. Không bằng như vậy đi, để Trần Nhạc Giao giúp ta ra tay, ta ở một bên chỉ điểm. Nếu như Trương huynh có khả năng vượt qua nàng, coi như ta thua cũng không sao cả. Chương 2523, chỉ điểm Trần Nhạc Giao 2. Giây phút quan trọng. Trương Trác hừ một tiếng. Hắn có thể nghe ra, đối phương rõ ràng là chối từ. Ngươi hôm qua ở trước nhiều người như vậy mới đột phá xuất khiếu cảnh, chẳng lẽ ngày hôm nay còn có thể tiếp tục đột phá sao? Coi như khoác lác, cũng phải có hạn độ. Bất quá, muốn chối từ. Nào có dễ dàng như vậy, sự tình Trương Khiêm, Trương Vân Phong, hôm qua trở về chuyên môn hỏi thăm, nguyên nhân gây ra chính là Trần Nhạc Giao, nàng đã muốn ra mặt, giáo huấn một lần cũng không có gì. Thực lực của nữ hài này hắn biết, kém rất xa, thật muốn động thủ, không cần ba chiêu liền có thể dễ dàng đánh bại. Nhạc Giao tiên tử, đây là muốn thay hắn ra mặt. Nghĩ đến cái này, hừ một tiếng, nhìn về phía nữ hài. Ta, Trần Nhạc Giao nhướng mày. Nàng chỉ là không muốn để cho Trương sư bị thương, làm sao cũng không nghĩ đến, nằm cũng bị kéo ra ngoài cùng người luận võ. Bất quá,
hai bên trò chuyện thanh âm rất lớn, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua, muốn từ chối cũng không từ chối được. Không sai, muốn cùng Trương sư luận võ, còn cần qua cửa của ta. Nàng cắn răng một cái nói. Vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của băng nguyên cung. Trương Trác hừ một tiếng, thân ảnh chợt lóe lao đến, năm ngón tay tựa như chén lớn, nhẹ nhàng móc ngược xuống. Chiêu này cũng không phải võ kỹ, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng bàn tay cài lại, không gian bốn phía bị khóa kín, muốn chạy trốn cũng khó khăn, chỉ có thể dùng hết toàn lực đối kháng. Con người của Trần Nhạc Giao co rụt lại, thực lực của nàng cùng Trương Khiêm lúc chưa đột phá, không kém nhiều, ngay cả Trương Vân Phong cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là Trương Trác tu vi cao hơn. Bàn tay ICCC đối phương rơi xuống, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể đọng lại một nửa, muốn phản kích, nhưng căn bản làm không được. Thân thể nhích qua bên trái nửa bước, chập ngón tay làm kiếm, đâm về phía bên phải. Không biết đánh trả như thế nào, liền nghe bên tai vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Chính là của Trương Sư. Chỉ có thể như vậy. Biết cũng không có biện pháp tốt hơn, bước chân đành phải trượt đi, bàn tay điểm ra. Lạch cạch. Nương theo động tác của nàng, Trương Trác xoay tay, giống như đánh vào chỗ trống, phát ra một tiếng vang giòn, cùng thời khắc đó, đầu ngón tay vừa khéo đâm vào chỗ thiếu hụt của công kích, không thể không phòng. Nhất định là trùng hợp. Bàn tay vội vàng co rụt lại, Trương Trác lui về sau một bước. Tay trái, kiếm du nhập hải, tay phải, long tường tứ giã. Thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Lúc đầu cảm thấy không có cách nào chiến thắng, thấy nghe đối phương. Một chiêu bức lui Trương Trác, Trần Nhạc Giao nhất thời lòng tin tăng nhiều, cũng không do dự, hai tay tách ra, một chiêu kiếm pháp, một chiêu trưởng pháp gào thét mà tới. Lực lượng của nàng không tính rất mạnh, so với Trương Trác kém một đoạn dài, nhưng hai chiêu đồng thời thi triển, nháy mắt liền cắt đứt lộ tuyến tiến công của người sau, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trương Trác biết không cách nào tiến công, thậm chí một khi ra tay, đều sẽ bị thương, lần nữa lui về sau. Khôi tinh bộ pháp, tam dương trục thủy. Trương Huyền tiếp tục nói. Không có bất kỳ nghi ngờ, dưới chân Trần Nhạc Giao lay động, thi triển ra khôi tinh bộ pháp, ngón tay liên tục điểm, tựa như trên không trung vẽ lên hình tam giác, chân khí truy đuổi ba đạo dương mạch trong cơ thể đối phương. Chiêu này thoạt nhìn không cao minh, nhưng phối hợp thời cơ, tựa như trước thời hạn biết hắn muốn thi triển võ kỹ, trực tiếp khóa chặt khí huyết, đánh gãy chân khí của hắn vận chuyển, Trương Trác bị đè nén đến sắp hộc máu. Kỳ lạ! Lần nữa hô khẽ, thân thể nhảy lên, nhảy về phía sau. Trương Trác đang làm cái gì? Chiêu số của Trần Nhạc Giao rất đơn giản a, vì cái gì không ngăn cản, ngược lại một mực lui về phía sau. Đơn giản, ngươi làm thế nào thấy được đơn giản? Ngươi nhìn phương hướng ngón tay nàng chỉ ra, nếu như Trương Trác đánh trả, sẽ bị đánh trúng huyệt trì hải, tiến công về phía trước, sẽ bị bàn chân đá trúng huyệt tử dương, nhích qua bên trái, sẽ bị bả vai đụng vào huyệt hoài hải. Chạy trốn phía bên phải, sẽ gặp phải công kích mãnh liệt hơn, nhất cử nhất động, đều bị hạn chế, đổi lại là ta, cũng sẽ lui về phía sau. Cái này, hai bên chiến đấu, đưa tới mọi người chú ý, vừa mới bắt đầu, cảm thấy xem thường, sau đó từng cái lộ ra kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Tất cả mọi người là tử đệ gia tộc, hậu nhân một phương thế lực lớn, kiến thức đều rất phi phàm, dựa theo tình huống bình thường, thực lực của Trần Nhạc Giao, ngay cả ba chiêu cũng không tiếp nổi. Bây giờ lại liên tục ba chiêu ép Trương Trác đánh trả cũng làm không được. Vị Trương Huyền này thuận miệng chỉ điểm, thật thần kỳ như vậy. Có ý tứ. Trương Hủ ở một bên dựa vào trên mặt bàn, nhìn thấy tình cảnh trong sân, khóe miệng hơi nâng lên. Lúc đầu, hắn đối với loại tỉ thí cấp bậc này, không có quá nhiều hứng thú, nhưng một màn này xuất hiện, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lấy yếu thắng mạnh, cần nắm bắt thời cơ chiến đấu không sai chút nào. Còn cần hiểu rõ ràng chiêu số của đối phương mới được. Trương Huyền này, không tự mình ra tay, chỉ bằng vào chỉ điểm, để Trần Nhạc Giao làm được điểm ấy, xem như hắn cũng cảm thấy khó tin. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hai bên lần nữa giao chiến hơn 10 chiêu, Trương Trác ngay cả một chiêu cũng không chặn được, không ngừng lui về phía sau, sống lưng đâm vào trên vách tường. Đáng ghét. Sắc mặt hắn tái xanh. Hơn 10 chiêu. Ngay cả phản kích cũng không làm được, để hắn tức sắp nổ tung. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Biết không cách nào lui về phía sau nữa, Trương Trác híp mắt lại, một đạo lực lượng hung mãnh từ trong cơ thể bay lên. Chương 2524, Trần Nhạc Giao đột phá 1. Là lực lượng huyết mạch,
cảm nhận được khí tức của Trương Trác đột nhiên bạo tăng, mọi người đều sững sờ. Học sinh tùy tiện luận bàn, không đến nỗi ngay cả loại lực lượng này cũng dùng đến a. Không phải lực lượng huyết mạch, là hắn tu luyện một loại bí pháp, một khi ra tay, lĩnh vực cảnh trung kỳ cũng khó mà chống lại. Một thanh niên của Trương gia cười nói. Huyết mạch chi lực có hạn chế, mỗi một lần sử dụng, đối với thân thể đều tổn thương rất lớn, cần nghỉ ngơi ít nhất hơn một tháng, cho dù là người Trương gia, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Bất quá, coi như không sử dụng huyết mạch, Trương gia cũng là đại lục đệ nhất gia tộc, nắm giữ không biết bao nhiêu loại bí pháp tăng thực lực lên. Trương Trác bị một nữ hài thực lực không bằng mình liên tục bức lui, lửa giận bùng cháy, kìm nén không được, mới phát huy ra loại bí pháp này. Trần Nhạc Giao xui xẻo. Đúng vậy, kỹ xảo nhiều nhất chiếm tiện nghi nhất thời, nhưng ở trước mặt lực lượng chân chính, căn bản không kiên trì được bao lâu. Mọi người gật đầu. Nhất lực hàng thập hội, kỹ xảo đột nhiên công kích, quả thực có thể khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng dần dà, vẫn là lực lượng chiếm vương đạo. Nếu không, tu luyện giả cũng không có khả năng không ngừng truy đuổi thực lực, không ngừng khổ tu. Bởi vậy bọn họ nhìn ra, Trần Nhạc Giao chỉ là chiếm cứ thượng phong ngắn ngủi mà thôi, thực lực chân chính, vẫn là kém Trương Trác rất lớn, thất bại chỉ là đã định trước. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng Trần Nhạc Giao cũng căng thẳng. Đang không biết làm sao bây giờ, bên tai vang lên thanh âm của Trương Huyền. Hạc hành trưởng thức thứ ba. Liên tục nghe theo đối phương, đã thành phản xạ có điều kiện. Giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, cánh tay nâng lên, tựa như tiên hạc phi hành, thẳng tắp quang tới. Hạc hành trưởng, là một vị tiền bối của băng nguyên cung quan sát tiên hạc phi hành sáng tạo ra tuyệt chiêu, uy lực không tính quá lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa tựa như linh dương móc rác khó tìm tung tích. Thức thứ ba càng là phần tinh hoa nhất trong đó, một chiêu thi triển, đám người tựa như nhìn thấy một tiên hạc mỹ lệ dương cánh, bay lượn không trung. Đùng! Cánh vung lên! Một tiếng vang giòn, cái tát vang dội xuất hiện ở trên mặt Trương Trác. Tát bạt tai. Trương Trác bị quất. Chung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả Trần Nhạc Giao cũng ngốc tại chỗ. Mặc dù chiêu này của nàng tốc độ rất nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng thực lực của đối phương, muốn tránh né hẳn là rất đơn giản, kết quả lại bị tát tai, xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi. Nhục nhã có chút quá lớn đi. Không chỉ nàng ngẩn người, Trương Trác đang thi triển bí pháp, để lực lượng bạo tăng. Bị một tát quất vào trên mặt, cũng triệt để hôn mê, một lát sau mới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sao động kịch liệt, phun mạnh một ngụm máu tươi. Ta muốn giết ngươi. Con mắt trở nên đỏ như máu, gân xanh nhô lên. Bị một người thực lực thấp hơn ép tới lùi về đã rất khuất nhục, hiện tại càng bị bạt tai, quả thực không muốn sống. Ầm ầm. Dưới tức giận kịch liệt, nương theo gào thét, lực lượng trong cơ thể giống như hồng lưu, thời gian nháy mắt tăng tiếp cận gấp đôi. Khí lãng khổng lồ trùng kích, Trần Nhạc Giao liên tiếp lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trương Hủ dựa vào trên bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tự gây nghiệt. Cách đó không xa một thanh niên không hiểu. Trương Trác sử dụng bí pháp gọi là nhiên huyết quyết, là bùng cháy tinh huyết trong cơ thể, tăng thêm sức chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể tăng thêm ba thành lực lượng, hiện tại bị ở trước mặt mọi người quất bạt tai, vô cùng tức giận. Công pháp thúc dục tới đỉnh phong, thực lực trọn vẹn tăng gấp đôi. Loại tình huống này, đã có thể so với lĩnh vực cảnh trung kỳ. Không tăng thêm nhiều như vậy, Trần Nhạc Giao còn có thể chống một đoạn thời gian, lực lượng bạo tăng nhiều như vậy. Ha ha! Mặc dù Trương Hủ chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trần Nhạc Giao tát một cái, mặc dù để Trương Trác nhận lấy khuất nhục, lại quỷ thần xui khiến để người sau lực lượng bạo tăng, đến lúc đó. Xui xẻo chỉ có bản thân. Nói như vậy, Trần Nhạc Giao phải xui xẻo. Trương Trác, từ trước tới nay lãnh khốc, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt. Thực lực bạo tăng gấp đôi, xem như hắn muốn chống lại, cũng không dễ dàng, huống chi nữ hải chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Hai người đang khi nói chuyện, lực lượng trong cơ thể Trương Trác đã tụ tập đến đỉnh phong, tiến về phía trước một bước, không khí chung quanh nhất thời vặn vẹo, trong nháy mắt Trần Nhạc Giao giống như bị dây thừng buộc chặt, liều mạng giãy giụa. Cũng khó mà dãy giụa. Nguy rồi. Vẻ mặt khó coi, nữ hài vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Trương Sư, làm sao bây giờ? Nàng là nghiêm ngặt dựa theo đối phương phân phó thi triển võ kỹ, làm sao cũng không ngờ tới, gia hỏa trước mắt này bị kích thích, đột nhiên nổi khùng, xuất hiện cục diện không thể khống chế. Làm sao bây giờ, thực lực hắn bạo tăng nhiều như vậy,
người bây giờ khẳng định không phải đối thủ. Trương Huyền duỗi lưng một cái, nói. Nhưng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, Trần Nhạc Giao suýt chút nữa khóc. Ta cũng biết không phải đối thủ, chẳng lẽ, phải bị động chịu đòn. Nhưng cái gì, hiện tại đánh không lại, người không biết đột phá sao? Chương 2525, Trần Nhạc Giao đột phá 2. Trương Huyền không khỏi im lặng. Đột phá? Trần Nhạc Giao ngẩn ngơ. Ngươi tưởng ta giống như ngươi, lâm trận đột phá, đơn giản giống như ăn cơm uống nước sao? Nếu lĩnh vực cảnh dễ dàng đột phá như vậy, ta sớm ở một tháng trước liền thành công, không đến mức còn vây ở tại chỗ không nhúc nhích. Đúng vậy à? Trương Huyền gật đầu. Từ giờ trở đi, mỗi một chiêu đều nghe ta, không cần phải sợ, cũng không cần căng thẳng, lĩnh vực cảnh mà thôi, bảo đảm ngươi trong 10 cái hô hấp liền có thể đạt tới. 10 cái hô hấp? Trần Nhạc Giao mắt tối sầm lại. Thổi quá lớn đi, thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, không riêng gì tích lũy chân khí, nước chảy thành sông, còn cần lĩnh ngộ một bộ phận không gian pháp tắc, mới có thể làm được. Đại lục không biết bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cũng bị vây ở một bước này, không cách nào đột phá. Băng Nguyên cùng bọn họ, thiên tài lợi hại nhất, năm đó vì xung kích, cũng hao tốn ít nhất 3 tháng. Để cho ta 10 cái hô hấp đạt tới, thế nào cảm giác lời này không có chút nào đáng tin cậy a? 10 cái hô hấp đột phá. Không phải là nghiêm túc chứ? Hắn một cái xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ điểm xuất khiếu cảnh đỉnh phong đột phá, còn khoe khoang khoác lác. Loại người này, thật có thể làm danh sư. Thanh âm của Trương Huyền không có che lấp, tất cả mọi người trong phòng nghe rõ ràng, từng cái hai mặt nhìn nhau, giống như gặp quỷ. Trang bức, cũng phải có hạn độ nha. Trang như vậy, không sợ thổi nổ chết sao? Phí sư ở một bên cũng nhíu mày, hiển nhiên xem như hắn. Cũng cảm thấy Trần Nhạc Giao trong 10 cái hô hấp đột phá, là sự tình không thể nào hoàn thành. Đột phá, không có cơ hội. Trương Trác tức giận đến sắp nổ tung, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, lực lượng cuồng mãnh phun ra ngoài, lập tức nghiền ép tới. Ta, cảm nhận được lực lượng hung mãnh của đối phương, Trần Nhạc Giao chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân sắp bị đập vụn, muốn trốn tránh lại phát hiện đã bị đối phương triệt để cầm cố, đi cũng đi không nổi. Đang không biết như thế nào cho phải. Bên tai vang lên thanh âm của Trương Huyền. Hồ hình bộ, thức thứ hai, chân khí trong cơ thể sử dụng công pháp băng hàn quyết, chạy lên huyệt thiên môn, cùng huyệt thất tâm. Được. Biết lúc này trừ tin tưởng đối phương, thì không có biện pháp nào khác, răng ngà cắn chặt, hai chân Trần Nhạc Giao nhoáng một cái, hóa thành một hình cung, bóng hình xinh đẹp chợt lóe, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại thẳng tắp xông về phía trước. Hồ hình bộ thức thứ hai, chính là lao nhanh về phía trước. Xong. Vẻ mặt trắng bệch, trái tim Trần Nhạc Giao chìm xuống. Vừa rồi nghe phân phó liền động, căn bản không nghĩ tới, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Một trường này của đối phương, ở xa cũng không kiên trì nổi, vọt thẳng qua, áp lực càng lớn, chẳng phải chết nhanh hơn sao. Bất quá thời gian không kịp ngẫm nghĩ nữa, mới vọt lên không đến 2 mét, lập tức cảm thấy áp lực trước mắt tăng lên không chỉ gấp 2, vừa rồi xương cốt sắp bị đập vụn. Giờ phút này kinh mạch cơ bắp giống như không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chết thì chết, nghiêm ngặt dựa theo Trương sư làm. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này cũng không có những biện pháp khác, tinh thần khẽ động, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lại, dựa theo công pháp băng hàn quyết, xung kích huyệt thiên môn, cùng huyệt thất tâm. Hai huyệt này vị, là mấu chốt xung kích lĩnh vực cảnh, trước đó thí nghiệm qua mấy lần, tất cả đều không công mà lui. Giờ phút này ở dưới áp lực thật lớn xung kích, vậy mà cảm thấy chân khí vô cùng trôi chảy, lực lượng cuồng bạo của đối phương đè ở trên người, giống như đẩy chân khí vận hành, trong nháy mắt, hoảng hốt cảm thấy, đối phương không phải tiến công, mà là truyền công cho nàng. Ầm ầm, chân khí nhanh chóng vận chuyển, thời gian nháy mắt liền phá tan hai huyệt vị, sau đó Trần Nhạc Giao cảm thấy thấy hoa mắt, thấy được không gian hoa văn. Bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Một đạo lực lượng đặc thù giống như đai lưng xoay quanh ở bốn phía thân thể. Nửa bước lĩnh vực cảnh, đến. Thật đột phá. Làm sao làm được? Nhìn thấy Trần Nhạc Giao xông vào phạm vi trường lực của Trương Trác, không đến hai cái hô hấp liền phá tan xuất khiếu cảnh ràng buộc, đạt đến nửa bước lĩnh vực, tất cả mọi người cảm thấy ngẩn ngơ, từng cái hô hấp khó khăn. Trước đó, cảm thấy đối phương ăn nói ngông cuồng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thật hoàn thành, không chỉ mọi người khiếp sợ. Trần Nhạc Giao cũng kích động không ngừng run rẩy, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Trước kia tiêu tốn vô số cố gắng cũng làm không được, không nghĩ tới,
đơn giản như vậy liền hoàn thành. Đổi dương hỏa quyết, chân khí chảy qua ba mạch âm quyết. Đang tràn đầy kích động, thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Không dám ngừng lại, Trần Nhạc Giao nghiêm ngặt khống chế chân khí, dựa theo đối phương nói vận chuyển. Ầm ầm, kinh mạch trong cơ thể nổ vang, trường lực của Trương Trác quanh quẩn ở một chỗ lần nữa giảm bớt, Trần Nhạc Giao nháy mắt liền nghe toàn thân giống như tấu vang lên Trương Nhạc, trước đó lĩnh vực trói buộc ở bên hông lần nữa khuếch trương. Bình thường lĩnh vực khuếch trương như vậy, chân khí trong cơ thể theo không kịp, khẳng định sẽ trọng thương, nhưng mà Dương quyết vận chuyển âm mạch, để nàng sinh ra lĩnh vực, tựa như biến thành một lỗ đen. Xì xì xì. Trong nháy mắt, lực lượng của Trương Trác công kích tới đều bị thôn phệ sạch sẽ, có những lực lượng này gia trì, lĩnh vực lập tức vững chắc, ở chung quanh thân thể tạo thành một vầng sáng chừng 5 mét. Ta, thật đột phá. Cảm nhận được lĩnh vực triệt để củng cố, lực lượng không ngừng chảy xuôi, thân thể Trần Nhạc Giao kìm lòng không được cứng ngắc, khó mà kìm lại kích động trong lòng. Quả nhiên có khả năng đột phá, hơn nữa thời gian mới qua. 5 cái hô hấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.